qua sự tự giới thiệu của gã trẻ tuổi đó tần vô song biết được hắn họ nghiêm tên là nghiêm phong nghiêm phong này đi bên cạnh tần vô song cảm thấy vững vàng hơn nhiều nhìn trái nhìn phải mục tiêu của hắn rất đơn giản ngoài trao đổi được hai loại vật liệu của tiên thiên đan dược thì hoàn toàn không để ý đến cái gì nữa tần vô song ngược lại không chọn lựa như vậy đi đến đâu nhìn cái đó hắn chủ yếu là muốn làm quen một chút với hội trợ giao dịch của vạn tượng cốc này chứ không phải nhất định cần giao dịch cái gì và liệu chế luyện của nhục thân kim đan và tiên thiên sơ linh đan nghiêm phong đã thu thập được không ít hơn nữa phân lượng rất đủ, có thể bảo đảm luyện chế đến 4 năm lần. Hiện tại đang còn thiếu chính là vật liệu chính của nhục thân kim đan và tiên thiên sơ linh đan. Vật liệu chính của nhục thân kim đan là một loại linh thạch tên là thanh hàn thạch. Trong thế giới tiên thiên cũng không được tính là linh thạch cao cấp, nhưng đối với hậu thiên võ giả mà nói, lại cũng không được xem là dễ kiếm được. Nhìn quét một vòng hiện trường, thanh hàn thạch này thật ra có mấy người có, bày ra trên mặt bàn, nhất thời không có ai hỏi thăm. Hiển nhiên, trong những người này, có rất nhiều người ngay cả phương thuốc luyện đơn tiên thiên cũng không có đương nhiên không biết tác dụng của thanh hàn thạch này còn một số có phương thuốc luyện đơn lại thiếu thanh hàn thạch nghiêm phong ném ánh mắt cầu trợ về phía tần vô song thanh hàn thạch á nếu có thể có được một khối chỉ ít có thể chế luyện được 5 lần vật liệu chính cần thiết này cũng không nhiều một viên thanh hàn thạch lớn bằng đầu ngón tay cũng đủ dùng 5 lần rồi tần vô song mặt mày rừng rưng đi tới gần một quầy hàng sát vào trong đó những thứ bày lên trong quầy hàng này cũng không nhiều ngoài thanh hàn thạch những thứ khác cũng rất ít tần vô song đoán được người này vô cùng biết che giấu mỉm cười nói tảng đá này dự định đổi trác cái gì chủ nhân của quầy hàng này là một hán tử dâu quai nón khoảng hơn 30 tuổi nhìn thấy tần vô song hỏi liền nói vị sư đệ này ta là người bán hàng thành thật viên thanh hàn thạch này nghe nói là vật liệu chính của chế luyện tiên thiên đan dược yêu cầu của ta không nhiều chính là muốn đổi một phương thuốc luyện đơn tiên thiên nghiêm phong vội hỏi phương thuốc luyện đơn của tiên thiên sơ linh đan cho người chép lại một bản khối linh thạch này để lại cho chúng ta thế nào hả hắn tử dâu quay nón ánh mắt sáng ngời nhìn nghiêm phong đánh giá hơi có chút nghi hoặc ngươi có phương thuốc luyện đơn tiên thiên sơ linh đan sao đổi hay là không đổi nghiêm phong đề phòng hỏi đổi hắn tử dâu quay nón cắn răng một cái đem khối thanh hàn thạch cầm trên tay chăm chú nhìn nắm chặt tay một tay đưa phương thuốc luyện đơn cho ta một tay giao ra thanh hàn thạch Nghiêm phong lấy tờ phương thuốc luyện đơn của tiên thiên sơ linh đan ra nói hoặc là ngươi dùng bút mực sao chép lại một bản hoặc là bản thân tự ghi nhớ bản phương thuốc luyện đơn này ta phải giữ lại hắn tử dâu quay nón gật gật đầu ta sao chép một bản lập tức lấy ra bút mực đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu thon thoát nhanh chóng sao chép lại một bản nguyên vật liệu bên trong bí quyết chế luyện và thuyết minh chế luyện lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu khối thanh hàn thạch này giao lại cho các ngươi nói xong đưa đồ ra rất sảng khoái tân vô song khẽ mỉm cười cuối cùng không đánh giá thêm nữa hắn đương nhiên nhìn ra nghiêm phong này cũng vô cùng có đâu óc phương thuốc luyện đơn hắn đưa ra là phương thuốc luyện đơn của tiên thiên sơ linh đan chứ không phải phương thuốc luyện đơn của nhục thân kim đan vì phương thuốc luyện đơn của nhục thân kim đan vật liệu chính là thanh hàn thạch này nếu bị hán tử đó nhìn ra thanh hàn thạch của nhiên là vật liệu chính của nhục thân kim đan có lẽ việc giao dịch này có thể sẽ bị lật lọng vì vậy phương thuốc luyện đơn hắn đưa ra ngược lại là tiên thiên sơ linh đan của nhiên chiêu này rất có hiệu quả tên hán tử dâu quai nón đó nhìn thấy vật liệu chính của tiên thiên sơ linh đan căn bản không phải là thanh hàn thạch gì cả vì vậy vô cùng sảng khoái đưa ra thanh hàn thạch rời khỏi quê hàng đó tân vô song rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của nghiêm phong rất là hưng phấn hiển nhiên bản thân hắn cũng không dự đoán được giao dịch lần này lại thuận lợi như vậy chưa đi được vài bước tần vô song đột nhiên dừng lại cước bộ hắn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập đang tiến gần về phía hai người bọn họ này hai vị sư đệ phía trước chậm lại đã nghiêm phong quay đầu lại nhìn bước chân phía sau rất nhanh có bảy tám môn hạ của tinh la điện mặc phục sức của đệ tử cao cấp đang tập thể bao vây xung quanh hai người bọn họ tần vô song vừa nhìn tư thế này liền biết lần giao dịch vừa rồi của nghiêm phong có lẽ đã bại lộ rồi người ta vẫn nói có của cải thì không nên để lộ ra bên ngoài ngươi có phương thuốc luyện đơn tiên thiên mà lại còn lộ ra khó trách người khác muốn tới cướp lấy hắn ung dung thản nhiên muốn xem nghiêm phong này sẽ ứng đối như thế nào sư đệ này nghe có người nói trên người ngươi có phương thuốc luyện đơn tiên thiên đúng không một ga hắn tử có đôi mắt nhỏ như sợi chỉ cười tít mắt sáp lại gần tinh lai điện chúng ta mặc dù chú trọng sống bằng sức mình nhưng mọi người dù sao đều là đồng đạo có thứ gì hay cũng nên cùng nhau chia sẻ mới đúng sao không đem phương thuốc luyện đơn của ngươi ra để chúng ta cùng sao chép một bản nghiêm phong thầm nhủ đề phòng hắn đương nhiên không thể vô duyên vô cờ đem phương thuốc luyện đơn dâng ra được thế giới này vốn không có cái gì miễn phí muốn có phương thuốc luyện đơn vậy phải lấy ra thứ gì để đánh đổi nếu không muốn hắn ngoan ngoãn chủ động dâng ra phương thuốc luyện đơn căn bản là không có khả năng các vị sư huynh nếu muốn có phương thuốc luyện đơn vậy hãy lấy thứ các vị có trong tay ra đây nếu phù hợp hai bên sẽ trao đổi công bằng tiểu đệ tuyệt đối sẽ không keo kiệt đâu nghiêm phong trả lời rất đúng mực khóe miệng của hán tử có đôi mắt nhỏ khẽ nhíu lại hiển nhiên là có chút ý tứ trào phúng liếc nhìn hai bên mấy cái liên tiếp ra hiệu bằng mắt bảy gã đồng môn không hẹn mà gặp cùng tiến lại gần thêm mấy bước khiến vòng vây bị thu hẹp lại trên khóe miệng đều lộ ra nụ cười chế nhạo sắc mặt của nghiêm phong trở nên lạnh lùng chư vị làm như vậy là có ý tứ gì ý tứ gì sao ngươi còn chưa thấy rõ sao ở đây chúng ta có 8 người mỗi người đều muốn một phần các ngươi chỉ có hai người, lấy tư cách gì để trao đổi công bằng với chúng ta chứ? Nghiêm phong liếc nhìn tần vô song, hắn không có một chút khẩn trương nào. Vì hắn đã từng lĩnh giáo đầy đủ sự lợi hại của tần vô song. Có một cường giả tiên thiên như vậy ở bên cạnh, những kẻ tham lam, đáng khinh này. Căn bản không có khả năng hình thành nên sự uy hiếp gì. Muốn cướp đoạt sao? Đó chính là tự rước họa vào người. Nói như vậy, các ngươi dự định ý đông hiếp yếu. Muốn cưỡng đoạt phương thuốc luyện đơn sao? Nghiêm phong trầm giọng hỏi. Ha ha, nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác, chủ động để chúng ta sao chép một bản nhiều nhất chỉ tính là trao đổi chứ không phải là cưỡng đoạt nhưng nếu còn thấy không được sợ rằng tính chất của chuyện này sẽ biến đổi thái độ ác bá không chút nào che giấu nhìn biểu tình của đám gia hỏa này hiển nhiên là không kiêng nể gì cả hoàn toàn dự định ý đông hiếp yếu tần sư huynh nghiêm phong khó xử liếc mắt nhìn tần vô song tần vô song gật gật đầu thản nhiên hỏi mấy người các ngươi là cùng một sư môn sao hay là một đám tiểu tử ông hợp tạm thời cấu kết lại một chỗ ước hiếp người khác tên tiểu tử đáng ghét này xem ra người rượu mới không muốn lại một uống rượu phạt rồi các huynh đệ có nên để hai tiểu tử này biết thế nào là phép tắc không tần vô sóng lạnh lùng cười phương thuốc luyện đơn tiên thiên chúng ta của nhiên là có nhưng dựa vào mấy tên phế vật các ngươi sợ rằng không có tư cách để có được nó nói xong cướp bộ thoáng nhấc lên bước lên một bước về phía trước một bước bước lên này tần vô song cố ý dùng sức mạnh tiên thiên một bước tiếp theo mặt đất nhất thời lõm xuống hố to xuất hiện đá phiến trên mặt đất tầng tầng vỡ vụn giống như mạng nhện cứ thế kéo dài đến trước chân mọi người kẻ nào muốn lấy phương thuốc luyện đơn cứ việc đến lấy tần vô song cười cười đùa cợt vẩy tay về hướng nghiêm phong chúng ta tới phía trước xem xem chiêu thức này của hắn vừa mới lộ ra tám người này nhất thời đã lâm vào tình cảnh hóa đá há mông cứng lưỡi nửa câu cũng không nói ra được Dung khí lúc trước kiêu mạo lúc trước nhất thời giống như của bóng bị thủng hoàn toàn teo lại tiên thiên cường giả khủng bố quá cũng may tính tình của tiên thiên cường giả này cũng không tệ những người này giận mình tỉnh ngộ nhìn theo bóng dáng rời đi của tần vô song trong lòng vẫn còn sót so lại nỗi khiếp sợ bọn chúng xác thực may mắn tinh hùng giống như vậy nếu đổi thành đệ tử tiên thiên khác sợ rằng hôm nay chỉ ít cũng mất cánh tay cẳng chân rồi nghiêm phong chấn động bước theo sau tần vô song hắn ngưỡng mộ sùng bái mê mẩn đây chính là tiên thiên cường giả những lời vô nghĩa gì cũng không cần nói chỉ là cước bộ dẫm xuống một bước như vậy đã khiến một đám ác bà giống như sói như hồ chấn động giống như tảng đá điêu khắc đây chính là uy áp uy phong của tiên thiên nghiêm phong cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần nhìn ánh mắt của tần vô song càng thêm tràn ngập sùng bái nhìn ngang nhìn dọc người trẻ tuổi này trẻ hơn hắn rất nhiều nhưng người ta đã là tiên thiên cường giả hơn nữa còn là môn hạ của nhị điện chủ nữa sự tranh lệch giữa người với người thực sự là không thể so sánh mỗi người đều có chỗ khác biệt của mình niêm phong cúi đầu suy nghĩ ta vẫn không nên theo đuổi mục tiêu quá cao quá xa vời vị tần sư huynh này chỉ có thể là sự tồn tại khiến ta ngưỡng mộ có thể cùng hắn tạo nên quan hệ là ta đã rất thỏa mãn rồi sánh vai cùng hắn căn bản là chuyện không thể vừa nghĩ cước bộ nhanh hơn đuổi về phía trước tần sư huynh tính cách của ngươi thật sự rất tốt nếu đổi lại là đệ tử tiên thiên khác hai gã lần này và lần trước sợ rằng đều phải chịu đau đớn rồi tần vô xong nhàn nhạt cười nói nói thế nào cũng là đầu môn tinh là điện bọn chúng không có tiền đồ ta không thể cũng không có tiền đồ như vậy được cho dù đánh bọn chúng một trận thì ta cũng không có thu hoạch gì niêm phong cảm thấy kính nể ánh mắt nhìn tần vô song lại sùng kính hơn rất nhiều niêm phong cũng từng gặp không ít đệ tử tiên thiên, tất cả đều rất kiêu ngạo ngạo nghễ căn bản không thể mở miệng nói chuyện đối thoại với hậu thiên đệ tử căn bản đều dùng ánh mắt mà liếc xéo cho dù không mở miệng không được cũng hai mắt hướng lên trời kiêu ngạo không ai bì nổi tận lực sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn phảng phất như nói nhiều hơn một chữ nhìn thẳng vào mắt đối phương đều là một sự sỉ nhục đối với mình vậy tầng giao dịch thứ nhất đã đi đến phần cuối trước mặt chính là tầng giao dịch thứ hai tầng giao dịch thứ hai này sẽ có bậc cửa khó khăn hơn nghiêm phong ngần ngại do dự nói tần sư huynh tầng giao dịch thứ hai này cần có tư cách để tiến nhập còn cần giao nộp tiền bảo đảm giao dịch nhất định quy định tương đối rất nhiều như thế nào tần vô song mầm đầu nhìn nhìn càng có quy định hắn càng muốn xem tiểu đệ chỉ sợ không có tư cách tiến nhập nghiêm phong ngập ngừng lúng túng tiến nhập vào tầng giao dịch thứ hai phải giao nộp tiền bảo đảm chỉ ít phải là vật phẩm tiên thiên trên người ta không có bất cứ một vật phẩm tiên thiên nào trên người Nghiêm Phong chỉ có một số vật liệu chế luyện tiên thiên đan dược, cũng chỉ có thể xem là vật liệu tiên thiên, chứ không phải là vật phẩm tiên thiên. Đi theo ta." Tần Vô Song không nói nhiều, tiếp tục tiến về phía trước. Tầng giao dịch thứ hai bất luận là giao dịch vật phẩm hay là quy mô giao dịch, so với tầng giao dịch tự phát nguyên sơ thứ nhất thì có vẻ nhiều khả quan hơn. Vì vậy, tiến vào tầng giao dịch thứ hai, cần phải giao nộp ra tiền bảo đảm. Tiền bảo đảm này chỉ là một loại vật phẩm chứng minh tư cách của người tham gia. Chấm dứt giao dịch hoặc là rời khỏi nơi này, là có thể lấy lại tiền bảo đảm về. Phải nói rõ ràng bản thân giao dịch không thu tiền thù lao, giao nộp tiền bảo đảm, chỉ là vì muốn chứng minh người đến có đầy đủ tư cách giao dịch, hơn nữa cũng là ràng buộc để người tham gia không rời trò mánh khóe gì trong giao dịch. Đi đến cửa giao dịch, Tân Vô Song lấy hai thứ là chiến đao Tiên Thiên và phong lôi đao quyết đoạt được ở chỗ lệ vô kỵ làm vật giao nộp. Vì vậy thuận lợi thông qua, Nghiêm Phong được thông qua cửa, cảm kích nói: "Tân sư huynh, vui để ta nhận thức được tầng giao dịch thứ hai này, tiểu đệ thật sự cảm kích vô cùng." Không cần cảm kích, dù sao chúng ta cùng đi một đường, hơn nữa trước đó lại có ước định ta chỉ là làm theo ước định thôi tần vô song thản nhiên nói nghiêm phong biết đối phương đang muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý của hắn vội biểu lộ thái độ nói vật liệu của nhục thân kim đan ta đã thu thập đầy đủ rồi ta nhất định sẽ chia một phần cho tần sư huynh ta đã tính rồi những vật liệu ta thu thập được đại khái có thể chế luyện được năm lần chia làm năm phần ngươi hai ta ba tần sư huynh cảm thấy thế nào tần vô song mỉm cười nói được nghiêm phong thấy hắn đồng ý nhận lấy không như không đau lòng ngược lại vô cùng vui mừng hắn biết Đệ tử tiên thiên đáp ứng nhận đồ của mình, đây là một chuyện tình cảm. Bay tỏ tán thành mối giao tình này giữa hai người. Tần vô song trái lại không nói lời dư thừa. Hắn cũng không có những cái gọi là cái giá của tiên thiên khi kết giao với người khác. Quan trọng nhất vẫn là dụng tâm của người đó. Dụng tâm bất chính, hắn tuyệt đối sẽ không kết giao. Nếu là dụng tâm đoan chính, đáng để kết giao, cho dù thực lực không bằng hắn, Tần vô song sẽ không cự tuyệt từ ngoài cửa giống như những người khác. Nghiêm phong này, mặc dù trong lòng cũng có chút tâm từ nhỏ, nhưng hiển nhiên thuộc về loại nhân vật có dụng tâm không tệ. Hơn nữa người này còn là một đệ tử hậu thiên, nhưng có thể trong thời gian mấy năm, thu thập đầy đủ nhiều vật liệu như vậy, hiển nhiên cũng có bản lĩnh của hắn. Nhân vật như vậy, thật ra rất có tiềm lực. tân vô song trái lại có lòng muốn dìu dắt một chút, cũng xem như là xây dựng thêm một chút tâm phúc ở tinh la điện. Tầng giao dịch thứ hai, quả nhiên là quy mô to lớn, đi đến đâu cũng nhìn thấy có rất nhiều thứ hay ho. Có thể thấy được nghiêm phong đầy ngạc nhiên, thích thú vì hoa mắt, nhưng hắn cũng có nhận thức hiểu rõ năng lực bản thân mình biết những thứ này cũng chỉ để nhìn ngắm mà thôi trước mắt đang cách xa hắn mười vạn tám ngàn dặm căn bản không phải là thứ hắn có thể muốn lấy thì lấy tần sư huynh ngươi có cần bày một quầy hàng không nghiêm phong cẩn thận hỏi tần vô song mỉm cười nói xem trước rồi hãy nói tần vô song tạm thời cũng chưa biết bản thân mình cần trao đổi cái gì công pháp hắn không thiếu đan dược tựa hồ trước mắt không cần dùng bọc hành lý chữ vật hắn cũng có rồi hơn nữa thứ này cũng quá quý giá cho dù là đệ tử trung tâm cũng chưa chắc có cho dù có cũng rất có thể không lấy ra giao dịch con về khí cụ tiên thiên có tính phòng ngự, hắn đã có một bộ giác trụ, đó là vật do cao tầng tinh la điện ban thưởng cho hắn. Còn vũ khí công kích tiên thiên, tần vô song cũng có hai món, chiến đao tiên thiên và sợi roi hình rắn. Hơn nữa đều là có công pháp đồng bộ theo. Vì vậy tần vô song nhất thời không nghĩ ra bản thân đặc biệt cần cái gì. Nếu có một thanh vũ khí công kích tiên thiên dạng kiếm, ta có thể suy nghĩ đến việc trao đổi. Kiếm là vua trong trăm loại binh khí, cũng là vật thích hợp với ta nhất trong tất cả các binh khí. Tần vô song suy xét như vậy. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa luyện qua loại vũ khí tiên thiên nào. Thông qua giao thủ với gà áo đen thần bí đó, khiến hắn nhận thức được khi đánh cận chiến quả thực cần một món vũ khí tiện lợi. Chú ý, chú ý. Khi tần vô song đang dạo chơi xung quanh, một thanh âm từ trên đài cao vọng xuống. Tất cả mọi người chú ý. Sự kiện vạn tượng có một năm mới có một lần. Ngoài giao dịch ra, trò vui quan trọng nhất đương nhiên phải có. Trò quan trọng nhất của năm nay là lôi đài thi đấu đánh cược. Người có ý nguyện muốn tham gia lập tức đến hậu đài báo danh thi đấu lôi đài đánh cược vẫn là quy củ cũ xem chất lượng vật mà mọi người mang đến mà sắp xếp đối thủ lôi đài những người có ý báo danh nhanh chóng đến sau đài báo danh xin đưa tiền đặt cược thi đấu lôi đài đánh cược tần vô song cau mày nó là cái gì nghiêm phong hiển nhiên cũng chỉ biết một chút hắn tham gia sự kiện vạn tượng cốc này cũng có mấy năm nhưng lần nào cũng đều chỉ dạo chơi bên ngoài cuối cùng có thể may mắn được thấy tham quan thi đấu lôi đài nghe tần vô song hỏi vội vàng trả lời nói thi đấu lôi đài đánh cược này là theo dạng thi đấu nặc danh Nghe nói người đến báo danh đều phải giao nộp một món tiền đặt cược, thông qua xét duyệt. Tiền đặt cược xác thực có đầy đủ tư cách mới có thể tiến nhập vào trong danh sách thi đấu. Bên chủ sự sẽ thông qua tiền đặt cược giao nộp của mọi người theo giá trị mà phân chia danh sách lôi đài. Nhưng phàm là tiền đặt cược có giá trị không khác biệt lắm, đều sẽ phân lên cùng một lôi đài. Sau đó quyết định ra quán quân cuối cùng của lôi đài này. Người này sẽ độc lĩnh tất cả tiền đặt cược của những người trong cùng lôi đài đó. Lôi đài thi đấu đánh cược này chỉ công nhận người thắng cuộc cuối cùng những người khác chỉ cần không phải người thắng cuộc cuối cùng đều là kẻ thất bại. Nghiêm Phong dừng lại một chút, nói bổ sung, chẳng khác nào cắt thịt mọi người, bồi bổ cho người thắng cuộc cuối cùng. Vì vậy thi đấu này mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng đối với đệ tử không có sự tự tin và thực lực của bản thân mình, cho dù là tiên thiên cường giả cũng chưa chắc đi tham gia, cho dù tham gia, giá trị tiền đặt cược ra nổ cũng sẽ không quá cao. Vì vậy giá trị tiền đặt cược càng cao, cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Trong lòng Tần Vô Song thầm suy nghĩ, lôi đài thi đấu đánh cược này thật ra có chút thú vị kẻ thắng cuộc cuối cùng sẽ thu được đầy bát lợi ích hắn nghĩ đến đây trái lại có suy nghĩ muốn thử một chút trong hành lý bây giờ của ta có hai con hỏa vân điểu có thể lấy ra làm tiền đặt cược tạm thời báo danh thắng dĩ nhiên là vui mừng thua cũng vui vẻ xem như nhận thức một chút nơi này đệ tử tiên thiên chiếm đa số hỏa vân điều chỉ là tiên thiên sơ linh thú cấp bậc không được xem là cao xem ra cạnh tranh có lẽ sẽ không quá kích liệt nghi đến đây ý niệm của tần vô song đã kiên định nói ta qua đó xem xem người ở đây quan sát xung quanh trước khi ta ra người đừng tiến hành giao dịch gì cả để tránh bị người ta bắt nạt nghiêm phong biết tần vô song muốn đi tham gia lôi đài thi đầu đánh cược cũng cảm thấy vô cùng thích thú cật cật đầu được tần sư huynh đi đi khẳng định có thể đoạt được toàn thắng tần vô song cười cười sải bước nhanh về mặt sau mà đi rẽ qua một khe núi, tới một chỗ trên đài cao, trên mặt bố trí một danh địa tạm thời. Bên ngoài đã có không ít người đang đi lại, hiển nhiên đều là những đệ tử tinh la điện muốn báo danh. Cũng có một số còn đang do dự, tần vô song đi đến bên cạnh danh địa, một gã đệ tử của tinh la điện ngăn cản hắn. Muốn báo danh tham gia thi đấu sao? Không phải báo danh ở đây sao? Tần vô song có chút ngạc nhiên hỏi. Tên đệ tử đó lui lại hai bước, là một động tác mời, đồng thời nói. Tiến vào nhất định phải báo danh, nếu không xin đừng tùy tiện đi vào. Tần vô song khẽ cười, đi vào thầm nghĩ ta không bảo danh thì còn đến nơi náo nhiệt này làm gì trong danh địa có mấy gã đệ tử chủ trì thi đấu lôi đài đánh cực này đều là những nhân vật bất phàm trong số các đệ tử trung tâm của tinh la điện trong đó gã công tử áo vàng ở chính giữa là vi dực chính là đệ tử thân truyền của đại điện chủ là hạc giữa bầy gà trong tất cả đệ tử trẻ tuổi của tinh la điện nghe nói hắn đã là cường giả trung linh võ cảnh trong những kẻ thanh niên cùng thời của tinh la điện tuyệt đối là kẻ đứng đầu quần long không cần tranh luận vi dực ngồi ở giữa hai bên có hai người đệ tử trẻ tuổi rất hiển nhiên ở hai bên phụ giúp trong đó có một nữ nhân trẻ tuổi, trên người mặc quần áo vàng nhạt dáng vẻ thướt tha, đôi mắt trong veo, long lanh như nước mùa thu, thật nhìn trông giống như tiên nhân. Tần Vô Song hơi kinh ngạc, đi lên lầu trên, vì sự không hổ danh là thủ lĩnh trong đám đệ tử tiên thiên cười nói, lại có một gã sư đệ vừa mới tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên rồi, thật là đáng mừng. Sư đệ này cũng là tuổi báo danh tham gia thi đấu lôi đài đánh cược sao? Lời nói này của Vi Dực chính là khiến cho tần vô song cảm thấy kính nể hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tiên thiên tới từ người trước mặt này thế nhưng lại có hơi hướng giống với cực âm lão quái của cực âm sơn phải biết rằng cực âm lão quái là lão ma đầu có tiếng tăm đã thành danh cả trăm năm còn vi dực này xem tuổi tác có lẽ không vượt quá 30, nhưng lại có thể có khí chất không khác biệt lắm so với cảnh giới của cực âm lão quái đủ thấy tiên phú cực cao của người này đúng vậy xin hỏi vị sư huynh này giao nộp tiền đặt cọc ở đây có phải không tần vô song mặc dù bội phục nhưng cũng không đến mức luống cuống Hắn đã dám đối đầu trực diện với cực âm lão quái ở trước mặt đồng môn, đương nhiên không có đạo lý gì phải mất tự nhiên. Vi dục thấy vị sư đệ trẻ tuổi này lại có thể không nhận ra mình, không khỏi khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, mà rất ôn hòa nói: Chính là ở đây, Người muốn giao nộp tiền đặt cọc gì? Tân vô song lấy một viên nội đan của hỏa vân điều ra nói, là một viên nội đan sơ linh thú hỏa thuộc tính, không biết có đủ tư cách bảo danh không? Ha ha, chỉ cần là vật phẩm tiên thiên, là đủ tư cách bảo danh rồi. Huống hồ còn là yêu thú nội đan, cũng không thường gặp hoàn toàn đủ tư cách vi dực mỉm cười chỉ chỉ vào nữ đồng môn giống hệt như tiên tử bên cạnh mình vật đặt cược do chu sư muội phụ trách thu nạp người đưa cho cô ta là được rồi tần vô song nho nhã lấy phép đi qua chu sư tỷ đây là tiền đặt cược của ta nữ nhân họ chu đó khẽ gật đầu được hình thức thi đấu này là nặc danh sau khi người ra nộp tiền đặt cược đi lãnh một mặt nạ một bộ áo thi đấu sau đó chờ đợi ở phía sau đài vạn tượng cốc này đợi tiền đặt cược cấp bậc của ngươi tập hợp đủ 8 người sẽ bắt đầu thi đấu bắt cặp từng đôi, từ 8 chọn 4, sau đó từ 4 chọn 2. Cuối cùng hai gã còn lại bắt cặp quyết đấu lẫn nhau, người thắng cuộc là quán quân cuối cùng. Tiền đặt cược của bảy người khác, tất cả sẽ thuộc về một người quán quân. Hiểu rõ rồi chứ? Tần Vô Song gật gật đầu, hiểu rõ rồi. Được, tiền đặt cược của ngươi đã thu xong, một viên nội đan hỏa vân điểu. Chúng ta sẽ suy xét đem tất cả những người báo danh bằng nội đan tập trung vào trong một danh sách. Người nữ nhân thanh tú này, tên là Chu Phù, kỳ thực cũng là môn hạ của Chuân Trung Trì, cũng là một trong những môn đồ đắc ý nhất hiện tại của Chuân Trung Trì. Chỉ có điều, lúc này nàng không biết Tần Vô Song chính là sư đệ cùng một sư môn với nàng, và Tần Vô Song cũng không biết Chu sư tỷ này cũng cùng một mạch với mình. Sau khi lãnh đạo cụ thi đấu, Tần Vô Song cũng không lưu lại, lập tức đi ra ngoài. Hắn biết, hắn đến báo danh tính ra hơi sớm, vì vậy muốn đợi đủ 8 người sợ rằng con phải đợi một khoảng thời gian nữa thấy tân vô xong đi ra ngoài chu phù khẽ mỉm cười nói lại có thêm một tên tiểu tử thú vị rồi vì sư huynh hắn không nhận ra huynh mà lại gọi huynh là vị sư huynh này hi hi vì rực sờ sờ mũi cười khổ nói hắn cũng không nhận ra chu sư muội để nhất mỹ nữa của tinh la điện chúng ta sao xem ra là sư đệ vừa mới tấn cấp rồi chu phù mỉm cười em thẹn đôi mắt giống như nước mùa thu nhìn ra bên ngoài cười cười cho dù là sư đệ mới tấn cấp cũng không nên không nhận ra vi đại sư huynh đến đệ nhất cường giả trong những người trẻ tuổi của tinh la điện chúng ta chứ vì rực xua xua tay chu sư muội đừng chế nhạo ta nữa mô huynh đâu được tính là người đệ nhất trong những người trẻ tuổi gì chứ còn sớm quá tại sao lại không tính hiện tại trong 96 gã đệ tử trung tâm tiến nhập vào trung linh võ cảnh của tinh la là điện làm gì có ai bằng vi sư huynh chứ như vậy còn không tính là người đệ nhất thì còn ai dám xưng là đệ nhất chứ khẩu khí của chu phù thật ra không phải là nịnh hót xu nịnh mà còn hơi có chút nghiêm túc Vi Dực Hiên Tổ nói, chỉ là ngu huynh khởi bước tương đối sớm, vận khí trời sinh mà thôi. Qua 10 năm 20 năm, dĩ nhiên sẽ có sư đệ khác không ngừng đuổi theo. Với thiên phú của Chu sư muội mà nói, có lẽ sau 20 năm cũng vượt qua ngu huynh rồi. Lông mày của Chu Phù khẽ nhướng lên, vẫn lắc lắc đầu. Vi sư huynh đừng chế nhạo tiểu muội, ta có thực lực như thế nào, bản thân còn không rõ nữa hay sao? Có thể không làm mất mặt lão nhân gia sư phụ của ta là lòng đầy mãn nguyện lắm rồi. Đuổi theo vi sư huynh với linh căn tiên thiên, tiểu muội từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến. Chu Phù mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng dù sao cũng có chút không muốn nhận thua. Nàng tự nhận thiên phú và nỗ lực của bản thân đều đầy đủ, chỉ là vận khí trời sinh không tốt bằng vi dực mà thôi, không phải linh căn tiên thiên. Nếu có linh căn tiên thiên, nàng tin rằng bản thân tuyệt đối sẽ không thua kém vi dực. Nhưng con đường tu luyện vốn tàn khốc như vậy, có một số người trời sinh đã có chìa khóa vàng, người khác đuổi theo cả đời, cũng chỉ có thể chạy theo phía sau mông hắn mà thôi. Vĩnh viên không đuổi theo kịp bóng lưng của hắn, căn bản không có khả năng đuổi kịp. Vi Dực cười nói, khảo hạch cuối năm sắp đến rồi, có lẽ lần này nhất mạch của lệnh sư khẳng định sẽ xuất ra thêm mấy gã đệ tử trung tâm. Ta nghe nói lần này lệnh sư thu nạp một tổng quán quân của thí luyện võ đồng thiên phủ rất khá. Có lẽ nhất mạch của lệnh sư sắp nhận được vinh quang hiển hách rồi. Khẩu khí của chu phủ có chút mong đợi nói, ta cũng nghe nói qua rồi, chỉ là lâu nay vẫn chưa có cơ hội xuống núi. đợi đến ngày mùng 8 tháng chạp nhất định phải nhận thức một chút vị sư đệ mới tới này. Tất nhiên sẽ không kém rồi, nhãn quang của lệnh sư ngay cả gia sư cũng vô cùng khâm phục sự sùng bái của chu phù đối với chuân trung chỉ là vô điều kiện gật gật đầu ở tinh là điện đại điện chủ có thể xuất sắc hơn sư phụ ta một chút còn mấy vị điện chủ khác nàng nói đến đây cũng không tiếp tục nói tiếp nữa mà chỉ cười hai tiếng hi hi tự chế nhạo mình nói không nói chuyện này nữa nếu nói tiếp bọn họ sẽ cảm thấy ưu tư hắc hắc bọn họ trong miệng nàng chính là chỉ mấy sư đệ khác đều là môn đồ đắc ý nhất của các vị điện chủ bao gồm cả vi dực và chu phù ở trong đó tổng cộng 5 người Vừa vạn là năm đại môn đồ đắc ý nhất của năm vị điện chủ. Đây là sự hiểu ngầm, hiểu ngầm giữa các đệ tử kiệt xuất nhất. Tần vô song rời khỏi danh địa, vừa đi ra ngoài, đã bị một đám đệ tử tinh la điện đung đưa bên ngoài vây quanh, tất cả đều thân thiết hỏi han. Vị sư đệ này, thế nào, chủ trì báo danh bên trong là đại sư huynh vi dựng đúng không? Tần vô song cười nói, các ngươi muốn biết, tiến nhập vào báo danh không phải sẽ biết rõ hơn sao? Hắn căn bản không biết ai là đại sư huynh vi dực, đương nhiên không trả lời được vấn đề này sau khi đi ra khỏi danh địa, tần vô song quay về khu vực giao dịch tầng thứ hai, nghiêm phong đã chờ ở đây từ lâu. nhìn thấy tần vô song đi ra, vội hỏi: tần sư huynh thế nào rồi? đợi thông báo, ta bảo danh rồi. trong mắt nghiêm phong nhất thời toát ra sắc thái sùng bái, thở dài. tần sư huynh thật là tuổi trẻ tài cao, ta thì không biết lúc nào mới có tư cách đi nhận thức một chút lôi đài thi đấu đắt cục này. tin rằng nhất định rất thú vị. tần vô song nhàn nhạt, nhạt cười, đột nhiên thoáng nhìn thấy mặt bên có một quầy hàng bất ngờ có một thanh kiếm cổ tạo hình cổ xưa lưỡi đao màu tím đen được bày ở đó thanh kiếm này bất luận là thân kiếm hay là chui kiếm tạo hình đều không khoa trương rất theo quy củ nhưng nhìn từ xa ta có một loại cảm giác cứng các cổ xưa phảng phất giống như một lão nhân đã trải qua mọi tăng thương bể dâu của thế gian có một loại ý vị xa xưa khiến người ta mới nhìn đã không dám xem thường tần vô sau nhìn thanh kiếm này đi tới nhìn một lát hỏi thanh kiếm này là vật trao đổi sao Chủ nhân của thanh kiếm đó là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, làn da ngăm đen, diện mạo có chút thật thà chất phác cợt cợt đầu, là vật trao đổi. Liếc nhìn Tần Vô Song một cái, có chút đề phòng bổ sung thêm một câu, nhưng mà, nếu điều kiện trao đổi không đạt được, ta tuyệt đối sẽ không đổi cho ngươi. Ra giả đi. Tần Vô Song cũng không biểu hiện ra bộ dạng cuồng nhiệt quá mức. Ngươi trả được sao? Người trẻ tuổi thật thà, chất phác đó nhìn Tần Vô Song, có chút hồ nghi hỏi. Hắn thấy Tần Vô Song còn trẻ như vậy, tựa hồ còn không lớn tuổi hơn hắn đương nhiên có chút hoài nghi nghiêm phong cười nói vị sư huynh này nếu không trả nổi giá thì không có ai trả nổi vậy sao sao ta thấy không giống như vậy người trẻ tuổi chất phát đỏ nói có chút trần trừ lập tức suy nghĩ mở miệng nói ta muốn có một thanh đao hơn nữa cần phải có đao quyết đồng bộ tương ứng dừng lại một chút phảng phất cảm thấy cái giá mình đưa ra còn chưa đủ lại bổ sung nói con cần một bản phương thuốc luyện đơn không phải là phương thuốc luyện đơn của cấp bậc sơ linh phải là trung linh nghiêm phong nước mắt nhìn đối phương cười nói Vị sư huynh này, ta thấy ngươi không cần phương thuốc luyện đơn cấp bậc sơ linh, mà là cấp bậc trung linh, không phải có chút xa vời sao? Ngươi trẻ tuổi đó ôm mồm nói, ngươi thì biết cái gì? Phương thuốc luyện đơn của sơ linh, ta đã có rồi. Ừm, nếu các ngươi muốn đổi thì hãy lấy ra những thứ mà ta yêu cầu. Nếu không, thanh tử dương kiếm này, ta tuyệt đối sẽ không nhượng lại. Tần vô song đột nhiên hỏi, tử dương kiếm, thứ lỗi cho ta mạo muội, thanh kiếm này có phải là của huynh đài ngươi không? Không phải của sư môn ngươi truyền lại chứ? Người trẻ tuổi đó không nhịn được khoát khoát tay. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Dù sao thứ trên người ta chính là đồ của ta, ta có quyền giao dịch tuyệt đối. Nếu ngươi đổi được, không cần phải lo lắng, tuyệt đối sẽ không có người tới tìm ngươi đòi lại đâu. Nếu không giao dịch được, xin hãy tránh đường. Tần vô song gật gật đầu, cũng không lưu tâm nói. Thu thanh kiếm này lại đi, thanh kiếm này, ta đổi. Ngươi đổi sao? Gái trẻ tuổi chất phác đó hiển nhiên cho rằng Tần vô song căn bản không trả nổi cái giá này vốn cũng không trông cậy có thể giao dịch thành công nhưng không ngờ tần vô song lại đồng ý đổi hơn nữa còn sảng khoái như vậy đổi tần vô song nói nhưng đao và đao quyết của ta đều đã thế chấp ở nơi nhập môn rồi sau khi đi ra mới có thể lấy trao đổi với ngươi như vậy không được ai biết ngươi có phải lừa ta hay không không có vật thật ta sẽ không đổi đâu người trẻ tuổi chết phác đó đen tử dương kiếm ôm vào trong lòng bộ dạng tích chữ hàng để kiếm giá cao như vậy có chút buồn cười Nghiêm phong không vui nói ta nói ngươi cũng thật là ngang ngược đổi sớm đổi muộn không phải đều là đổi sao nếu ngươi muốn thấy vất thật có thể đi tới chỗ cửa và điều tra một chút vậy các ngươi phải cùng đi với ta nếu không cho dù có thứ đó làm sao có thể chứng minh là của các ngươi chứ tần vô song mỉm cười nói thu dọn quay hàng của ngươi đi bây giờ đi người trẻ tuổi chất phát đó do dự một lát hiển nhiên là rất mê mẩn đối với đao quyết và chiến đao cương điệu nói nói trước nhất định phải là tiên thiên đổi tiên thiên nếu ngươi lấy vũ khí và đao quyết của hậu thiên gia lừa ta giao dịch này xem như không tính toán gì hết Tần vô song thở dài, yên tâm đi, á à đi lửa người trước. Tới nơi cửa ra, tần vô song thuyết minh một chút tình hình. Đệ tử phụ trách thu nạp vật thế chấp cũng rất phối hợp. Kiểm nghiệm bằng chứng nhập khẩu của tần vô song, đem chiến đao và đao quyết lấy ra, đặt trên đài. Là hai món này đúng không? Đúng vậy, tần vô song vầy tay về phía người trẻ tuổi chất phác đó. Chính là thanh đao và đao quyết này, người tự xem đi, có phải là hàng thật đúng giá không? người trẻ tuổi đó mới nhìn thấy chiến đao tiên thiên ánh mắt nhất thời đã sáng bừng bởi vì chiến đao kia tản ra rất rõ ràng là khí tức tiên thiên hơn nữa tạo hình vô cùng mạnh mẽ khùng hán mới nhìn đã có thể hấp dẫn ánh mắt huống hồ tên đao là phong lôi đao đồng dạng cũng không tầm thường tên hay đao tốt rất tuyệt người trẻ tuổi chất phát đó hài lòng gật gật đầu được rồi thanh đao và đao quyết này rất tốt nhưng ta cũng phải nói phương thuốc luyện đơn cũng không thể thiếu nếu không ta vẫn không đổi người này trái lại có thể giữ vững nguyên tắc mặc dù tỏ vẻ rất thích thanh đao này những lúc này vẫn không quên ích lợi của mình. Tần vô song cười khổ nói, không ai để ngươi thiệt đâu. Lập tức nói với đệ tử phụ trách đó, sư huynh, ta muốn đổi hai vật thế chấp này, không biết có được không? Chỉ cần là vật phẩm tiên thiên, hoàn toàn có thể được. Tần vô song gật gật đầu, vẫn như cú không động vào những thứ có được từ chỗ của gà áo đen đó, mà là lấy tầm pháp của mạng thiên lôi tâm trưởng. Còn có phương thuốc luyện đơn của long hổ tố thân đan ra. Khi lấy ra long hổ tố thân đan, hắn nói với người trẻ tuổi chất pháp đó, đây chính là phương thuốc luyện đơn mà ngươi cần bây giờ có thể để ngươi sao chép một bản hoặc là ngươi tự nhớ cũng được tên đó cũng không khách khí lấy giấy bút sao chép xoạt xoạt thành một bản tân vô xong chờ hắn sao chép xong mới lấy phương thuốc luyện đơn lại đồng thời lấy tâm pháp của mạng thiên lôi tâm trưởng giao ra đây là vật thế chấp mới của ta hai người hai món đổi lấy thanh đao và đáo quyết này được rồi kiểm nghiệm hoàn tất các đệ tử đó lấy vật đổ lại Tần vô song đem chiến đao tiên thiên và phong lôi đao quyết ra cầm trên tay ước lượng nói, bây giờ có thể đổ rồi chứ? Người trẻ tuổi chất phát đó lúc này mới lưu luyến không rời đưa tử dương kiếm tới, trong miệng vẫn khẽ nói, tại sao ta cảm thấy ta vẫn còn chịu thiệt? Niêm phong tức giận nói, ngươi còn chịu thiệt sao? Ba thứ đổ lấy một thứ của ngươi, ngươi thiệt cái gì? Đừng chiếm được tiện lợi rồi mà còn khoe mẽ. Cái tên này, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết kêu vớ vẩn thôi. Trên mặt của người trẻ tuổi chất phát đó lộ vẻ khinh thường. Thanh kiếm này của ta mặc dù không phù hợp với ta, nhưng ta dám chắc chắn. Nó khẳng định không phải vật bình thường. Nếu không phải ta đặc biệt thích chiến đao, thì ta cũng không đổi đâu. Đổi cũng đổi rồi, ngươi có hối hận chúng ta cũng không có tác dụng. Nghiêm phong tức giận bất bình nói. Tần vô song nắm tử dương kiếm trong tay, nhất thời yếu thích không chịu buông. Thanh kiếm này bất kể là xúc cảm hay là độ dung hợp, hoặc là ấn tượng đầu tiên, đều khiến tần vô song cảm thấy vô cùng hài lòng. Mặc kệ sự tranh cãi của hai người bọn họ, dù sao cũng cảm thấy bản thân lần này xác thực đã kiếm được món lợi lớn. Thanh đao và đáo quyết này, đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì phương thuốc luyện đơn chỉ là để đối phương sao chép lại một bản không có tổn thất gì có thể đổi được một thanh kiếm thần bí như vậy thật sự không hề thua thiệt cẩn thận các tử dương kiếm đi tần vô song lại tiến về phía trước trên đường đi nghiêm phong cảm thấy có chút thiệt thòi thì thầm nói tần sư huynh tên gia hòa đó tướng mạo nhìn có vẻ thật thà chất phác sao ta cảm thấy hắn chiếm được tiện lợi mà còn khoe mẽ chứ tần vô song cười nói đó là vì ngươi cảm thấy lấy ba thứ đổi một thứ quá thiệt thòi không phải là thiệt thòi sao nghiêm phong cảm thấy rất khó hiểu với thân phận tiên thiên cường giả của tần sư huynh chỉ cần hơi tạo áp lực cho dù chỉ đơn giản là một tờ phương thuốc luyện đơn sợ rằng cũng có thể đổi được thanh kiếm này tần vô song thở dài nếu giao dịch với người ngoài ta có lẽ sẽ làm như vậy giao dịch với đồng môn cũng xem như là nước phủ xa không chảy ra ruộng người ngoài nghiêm phong sửng sốt có chút suy nghĩ đối với tần vô song không khỏi có thêm mấy phần bội phục người trẻ tuổi như vậy mà có thể làm được chuyện không ý mạnh hiếp yếu này thật sự hiếm thấy vị tần sư huynh này thật là có tài đức vẹn toàn hiếm có đang đi được vài bước đột nhiên trên đầu truyền tới lời gọi xin mời các vị đầu môn báo danh trước đó tới sân lôi đài tập hợp thi đấu lôi đài đánh cược hiệp đầu tiên đã tập hợp đủ 8 gã tuyển thủ xin lập tức đến lôi đài tập hợp tần sư huynh người tần vô song mỉm cười nói tiền đặt cược đã đặt rồi không đi hả không phải thiệt thòi sao nói xong tăng tốc cước bộ hướng về chỗ lôi đài mà đi lôi đài này được bài trí ở địa thế cao giữa tầng giao dịch thứ nhất và tầng giao dịch thứ hai là nơi mà tất cả đệ tử tới tham gia sự kiện vạn tượng cốc đều có thể đến xem Thi đấu lôi đài cá cực này luôn là trò đặc biệt nhất của sự kiện vạn tượng cốc. Cũng chính vì có sự kiện lớn như vậy mới có thể thu hút được nhiều hơn đệ tử đến tham gia. Cũng quyết định đến sự kiện vạn tượng cốc càng ngày càng náo nhiệt hơn. Tần vô song đi tới bên cạnh lôi đài, đem mặt nạ và phục sức thi đấu cá cực mặc vào người. Nhìn thấy bên cạnh lôi đài, bảy gã tham gia thi đấu cũng đã đến đầy đủ. Bảy người đứng bên đó, khi thế to lớn, đều cùng là đệ tử tiên thiên. Tất cả đều không hề che giấu chút nào lực lượng tiên thiên của bản thân, áp chế đối phương, làm nổi bật bản thân tranh đoạt giữa những tiên thiên cường giả có thể gọi là tranh đấu từng chút một bảy người này còn chưa lên đài mà đã bắt đầu kèn cựa nhau tần vô song thầm cảm thấy buồn cười hắn không có dở những trò buồn tẻ như vậy hiện tại ngay cả rút thăm còn chưa rút bắt cặp chém giết với ai còn chưa rõ đang nóng vội thể hiện đó không phải là ném đôi mắt quyền rũ cho người mù sen sao nhìn thấy tần vô song đi lên người của bên chủ trì lớn tiếng tuyên bố tám cá tuyển thủ đã đến đông đủ sau đây bước đầu tiên là bắt số từ số 1 đến số 8 mỗi một người đối ứng với một số thứ tự. Vòng đầu tiên, số 1 đối ứng với số 8, số 2 đối với số 7, số 3 đối với số 6, số 4 đối với số 5. Người thắng của cuộc vòng đầu tiên sẽ một lần nữa bắt cặp thi đấu, cứ như vậy liên tiếp sau 3 vòng. Người thắng cuộc cuối cùng sẽ là quán quân của thi đấu lôi đài. Tiền đặt cược của 7 gã tuyển thủ khác, tất cả đều thuộc về một người quán quân. Bốn phía lôi đài vang lên tiếng gào thét giống như tiếng sấm vang vọng núi đồi, hiển nhiên, ở đây có rất nhiều người đến căn bản không phải vì giao dịch gì cả, mà là trực tiếp hướng tới sự kiện lớn này mà tới trong thế giới của cường giả không có cái gì hấp dẫn con người hơn diễn võ cũng không có gì có thể khiến bọn họ mê muội như vậy người chủ trì mỉm cười khoát khoát tay ý bảo mọi người hãy yên lặng sau khi đợi thanh âm xung quanh nhỏ đi mới mỉm cười tiếp tục nói tám cá tuyển thủ của vòng thi đấu lôi đài thứ nhất tiền đặt cược cũng không bình thường trải qua sự tính tâm chọn lựa của bên chủ sự chúng ta chọn ra tám loại tiền đặt cược đẳng cấp không sai biệt nhau lắm hợp lại thành một tổ thi đấu lôi đài đánh cược lần này tổng cộng có ba tổ thi đấu đây là tổ đầu tiên Mọi người có muốn biết, người đứng đầu trong mỗi tổ sẽ có những phần thưởng gì không? Muốn, tựa hồ như tất cả đồng thanh trả lời, thanh âm rung trời, uy thế kinh người, khiến những tuyển thủ tham gia thi đấu cũng không tránh khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Tiền đặt cược là thứ mà bọn họ quan tâm nhất, tám gã tuyển thủ cũng chỉ biết tiền đặt cược báo danh của mình chứ cũng không biết tiền đặt cược của bảy người khác là gì. Tất cả đều nhìn chăm chăm không chớp mắt vào người chủ trì, chờ hắn tuyên bố tiền đặt cược. Người chủ trì đó sau khi để mọi người nóng ruột chờ đợi một lúc, mới cười tùng tìm nói. Tiền đặt cực lần này, tin rằng nhất định sẽ khiến tất cả tuyển thủ đều nhiệt huyết sôi trào. Yêu thú nội đan phân biệt là năm thuộc tính đối ứng căn bản: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm đại thuộc tính căn bản, mỗi loại có một đến hai viên sơ linh nội đan. Nói cách khác, tám gã tuyển thủ giao nộp ra đều là nội đan yêu thú sơ linh. Mặc dù có ba đại thuộc tính xuất hiện lặp lại, nhưng vẫn thuộc về nội đan yêu thú khác nhau. Tám viên nội đan này tập hợp lại một chỗ sẽ có công hiệu gì, tin rằng mọi người đều biết rõ chứ. Yêu thú nội đan, cho dù là một viên cũng vô cùng khó có được, huống hồ là 8 viên, hơn nữa lại là 8 viên nội đan tập hợp đầy đủ năm đại thuộc tính căn bản. Mặc dù là yêu thú nội đan, nhưng lại là 8 viên yêu thú nội đan tập hợp đầy đủ năm đại thuộc tính căn bản, giá trị tuyệt đối không thua kém viên trung linh nội đan nào. Dù sao, nếu thắng tất cả chỗ này, dùng vào việc chế luyện tiên thiên sơ linh đan tập hợp đầy đủ ngũ đại nội đan căn bản chế luyện ra tiên thiên sơ linh đan tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra hạt giống tiên thiên có tiềm lực vô hạn sau này tiến nhập vào trung linh võ cảnh tuyệt đối không thể có bất cứ khó khăn nào tu luyện của tiên thiên năm đại thuộc tính căn bản càng cân bằng tiềm lực sẽ càng cao đây cơ hồ có thể nói là nếm thử tu luyện vì vậy những người này nghe nói nội đan tập hợp đầy đủ năm đại thuộc tính cơ bản đều ước ao không ngớt tất cả đều mê mẩn không thôi chỉ hận không thể có tên mình trong danh sách tuyển thủ tham gia thi đấu chỉ tiếc đây chủ định là trò chơi thuộc về các đệ tử tinh anh Đệ tử bình thường, đừng nói là tham gia cạnh tranh. Ngay cả tư cách tham gia sợ rằng cũng không có đủ. Dù sao, thứ nội đan này là thứ không dễ gì mà cầu được. Sơ cấp yêu thú, ở các chủ mạch trong sơn mạch lăng tiêu mặc dù có một số, nhưng nhiều hơn vẫn là ở khu vực hoạt động của ngọn núi cao nhất tại chủ mạch lăng vân phong. Những đệ tử bên ngoài, xác suất muốn kiếm được một viên sơ linh yêu thú, sợ rằng còn không bằng một phần mười của chủ mạch lăng vân phong. Tần vô song đi trong hai tháng này, cũng chỉ có đụng phải gà áo đen đó là dùng ba đầu hỏa vân điều để câu cá yêu thú chân chính thuộc về tự nhiên thai nghén căn bản ngay cả dấu chân cũng không nhìn thấy một con năm loại thuộc tính căn bản trong lòng tần vô song vốn chỉ xem thi đấu lôi đài đánh cược này là một loại thể nghiệm sau khi nghe thấy tiền đánh cược này lòng yêu thắng trong lòng nhất thời nổ lên chiếm chủ đạo ý niệm duy nhất trong đầu hắn bây giờ chính là đoạt được những vật đặt cược này còn phản ứng của những tuyển thủ khác hiển nhiên cũng đại thể như vậy khuôn mặt của bọn họ đều không chút nào che giấu sự cuồng nhiệt của bản thân hăm hè sắn tay áo lên, chuẩn bị hành động. Người chủ trì đó nhìn thấy biểu tình của các tuyển thủ đã rất là chờ mong, lập tức cũng không kéo dài, cười nói: "Từng người các ngươi lên đây, cầm lấy số hiệu thuộc về các ngươi. Nhớ kỹ, thi đấu lôi đài này, tốt nhất chỉ phân thắng bại, không phán sinh tử. Nếu ai cảm thấy không chống đỡ được, đừng miễn cưỡng, nếu không mất mạng thì đừng trách đối phương. Đồ mặc dù tốt, nhưng cái mạng nhỏ này càng đáng giá hơn. Luyện đến cảnh giới tiên thiên không phải là chuyện dễ dàng. Nếu ở trên lôi đài để mất cái mạng nhỏ này, cái đó gọi là mất cả chi lẫn trai." Vì vậy căn bản không cần dặn dò, trong lòng bọn họ đều đã có tính toán. Thay phiên lên trên, tần vô song thấy bản thân và số 6 vô cùng có duyên lần bắt này. Hiển nhiên vẫn là bắt được số 6. Nhờ do thí luyện võ đồng lần trước, hắn cũng bắt được số 6. Đối thủ của số 6 là số 3. Đen thẻ số 6 gắn lên trên phục sức thi đấu, đối thủ của bản thân cũng nhanh chóng được xác định rõ. Tần vô song lưu ý đến tuyển thủ số 3, hắn là một hán tử cường tráng có dáng người khổng lồ. Cơ thể đầy bắp thịt, đứng giữa đám tiên thiên cường giả, chẳng khác nào hoặc giữa bầy gà. Tần vô sông âm thầm đánh giá, trong lòng cũng không hề có chút lo lắng. Hán tử cường trắng này mặc dù ngoại hình hung mãnh, nhưng nếu chỉ dựa vào ngoại hình hung mãnh, trong tiên thiên cường giả, đơn độc chỉ có sự hung mãnh, hiển nhiên khó đi được đường quá xa. Đối thủ như vậy, sợ rằng ngay cả lệ vô kỵ cũng có chút không bằng. Tần vô sông lúc này đương nhiên cảm thấy đối thủ như vậy không đủ gây cho hắn sự sợ hãi. Khu vực lôi đài rất lớn, rộng khoảng 2, 3 mẫu đất, được phân làm bốn khối khu vực. Người chủ chỉ nói, tám vị tuyển thủ phân thành bốn đôi tự tiến nhập vào khu vực của các người vòng đầu tiên bốn khu vực đều phải tự ra chiến trong khu vực của mình nếu ai rời khỏi khu vực của mình nửa bước liền tính là bị thua nếu hai người đồng thời rời khỏi hai người cũng bị lại đối thủ của vòng tiếp theo sẽ dựa trên tuyển thẳng mà xử lý quy tắc như vậy đương nhiên sẽ không có người nào ngu xuẩn đi xúc phạm quy tắc huống hồ bốn khu vực này đã đủ lớn rồi căn bản không cần lo lắng đến vấn đề diện tích không đủ không cách nào thi triển công lực Tần vô song nhảy lên khu vực thứ ba, số ba to con đã đợi ở đây từ lâu rồi. Hắn đang nắm chặt tay lại, xương cốt toàn thân không ngừng phát ra tiếng khanh khách thanh thủy giống như giang đậu vậy. Phản phất đang lộ vẻ thị uy với tần vô song. Tần vô song thầm cảm thấy buồn cười, trận chiến của tiên thiên. Nếu chỉ dựa vào loại tạp kỹ dạ người múa võ trên đường phố này, như vậy cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Ở khoảng cách đứng yên cách đó hơn 10 thước, tần vô song đen tử dương kiếm đeo ở sau lưng cũng không động đến việc sử dụng vũ khí, mà chỉ hai tay ôm ngực mỉm cười nói, người cao to đừng bày trò nữa, hãy cẩn thận kéo các khớp xương nằm sai vị trí đấy. Tiền thủ số 3 đó gái gái tóc giống như rơm khô, hai đấm giao thoa, quát mạnh một tiếng, liên tiếp vỗ vào ngực ba cài, rồi bỗng nhiên oanh kích xuống mặt đất. Địa sát quyền, tiếng giống này vang lên, hai đấm đã chấm đất, mặt đất nhát thời run rẩy một trận cuồng nhiệt. Vết nứt giống như tơ mạng nhẹ nhanh chóng lan đến dưới chân Tần Vô Song. Tần Vô Song hai chân khẽ đạp, thân hình nhẹ như chim, bay lên giữa không trung liên tục quay cuồng trong không trung, cánh tay đột nhiên dương lên, một chiếc roi mềm đã từ trong tay áo phút chốc bay ra, một luồng bạch quang chói mắt nứt ra từ trong hư không, giống như một con mãng xà quấn quanh, quấn thành từng vòng trên người của tuyển thủ số 3 đó. Tốc độ và thủ pháp của vòng quấn này, tuyển thủ số 3 tuyệt đối không thể nào so sánh được, căn bản không để cho tuyển thủ số 3 đó có thời gian phản ứng, đã giống như buộc chặt một cái cái bánh trưng vậy. Tần Vô Song khẽ quát một tiếng, lên, linh lực đột nhiên thúc dục mạnh mẽ tùng lấy hán từ cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ đó quăng vút lên cao trực tiếp ngã xuống dưới đài sức mạnh của một vòng quấn một vòng quăng này vừa vặn chỉ đủ ở mức gây khó dễ chiếc roi vung lên đã khiến hắn từ đó ngã xuống dưới lôi đài chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang ầm ầm thân hình khổng lồ của tuyển thủ số ba đó đã tiếp xúc thân mật với mặt đất thảm hại không chịu nổi ngã xuống nền đất rắn chắc mà lúc này ba khu vực lôi đài khác thậm chí còn chưa khai chiến Khu vực chiến đấu thứ ba đã phân ra thắng bại. Đây là chiến lược của Tần Vô Song, hắn chính là muốn ra oai trước để áp chế đối phương, đánh đòn phủ đầu ở trên lôi đài, đem khí thế biểu lộ ra để chiếm thế thượng phong, kinh sợ đến đối thủ vòng sau, thậm chí là vòng sau nữa. Hắn đã thành công. Chiêu thức này, tựa hồ có thể nói là dây sát trong ngày mắt. Mặc dù là dây sát nhưng không giết chết, song đối thủ của hắn thực sự đã thua rồi. Hơn nữa còn là thua ngay tức khắc. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, nhất thời vang vọng khắp vạn tượng cốc, rất đặc sắc trận chiến mở màn thực sự khiến người ta nhận thức được một màn đặc sắc là như thế nào vì vậy sao có thể không vỗ tay như nước thủy triều huyên nào ở mỹ không thôi cho được Tần vô song đánh đòn phủ đầu lập tức vì chiến thắng của bản thân mà nhận được sự cổ vũ cung nhiệt của cả toàn trường hắn đi súng lôi đài chờ đợi ba trận quyết đấu khác phân thắng bại theo quy củ đối thủ trận tiếp theo của hắn sẽ sinh ra từ trận thi đấu giữa số 2 và số 7. vì vậy sau khi tần vô song đi súng lôi đài bắt đầu quan sát trận quyết đấu giữa số 2 và số 7, tìm hiểu đối thủ trước biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giữa hai người này, thực sự là ngang sức ngang tài, tiến lui nhiều lần, càng đấu lại càng xây xưa. Thích thú, tần vô song xe một lát, trong lòng đã có một số nắm bắt. Hai người này luận về năng lực thực chiến đơn thể, đại khái không khác biệt lắm so với lệ vô kỵ nhưng lại kém hơn lệ vô kỵ về sự dung mãnh khi hai người thực chiến tương đối bảo thủ mặc dù loại tranh đoạt lôi đài này bình thường không phán sinh tử nhưng nếu khi giao phong không có khí tức súng mãnh về khí thế tất nhiên thế nào cũng suy giảm cực mạnh đối thủ như vậy tần vô song tự vẫn thấy bản thân muốn nắm bắt được phần thắng tuyệt đối không phải là vấn đề nhìn một lát cũng không thèm chú ý đến nữa đang muốn quay đầu nhìn quyết đấu của hai đôi khác bên đó đã có một đôi phân ra thắng bại người giành được phần thắng là số 8, còn người bị hàn đánh bại chính là số 1. nhìn dáng về chấn định tự nhiên giống như không có gì phát sinh của số 8. hiển nhiên cũng thấy được hắn giành phần thắng tương đối thoải mái mặc dù đeo mặt nạ khi ánh mắt của tần vô song nhìn qua số tám cũng vừa vặn đang nhìn về phía tần vô song Hiển nhiên, số 8 đối với đối thủ tiềm ẩn như Tần Vô Song cũng vô cùng chú ý. Tần Vô Song giành được quyền vào vòng trong đầu tiên như vậy, cũng khiến số 8 rất có chút kiên kỵ, không kèm được liếc nhìn nhiều lần. Tần Vô Song nhìn thấy ánh mắt của hắn nghiêm nghị, cũng không thấy sợ hãi chút nào. Thông Dao nhìn nhau một lát, mới từ tốn rời đi. Khi lôi đài chiến đấu bắt đầu, trong danh địa bên ngoài lôi đài, mấy tên đệ tử kiệt xuất nhất của đời thứ hai cũng chăm chú nhìn so đấu trên lôi đài, đặc biệt là Vi Dực, cho dù được công nhận là người mạnh nhất trong những kẻ trẻ tuổi của đời thứ nhất, lúc này cũng chăm chú nhất nhìn không chớp mắt hắn nhìn thấy tần vô song vừa ra tay đã đánh bay đối thủ ra khỏi lôi đài cũng trước mắt sáng ngời chu phù cũng không kìm được kêu lên một tiếng hay tán thưởng nói vi sư huynh số 6 này thật sự rất khá hình như chính là vị sư đệ trẻ tuổi đã giao nộp nội đan hòa vân điều trước đó vi rực cật cật đầu nhìn thân hình xem khí chất có lẽ chính là hắn vị sư đệ này thật sự nhìn rất trẻ tuổi nhưng không biết là nhân tài mới xuất hiện của nhất mạch nào toát ra chu phù cười tùng tìm nói Vi sư huynh, nhìn biểu hiện đặc sắc của vị sư đệ này, ta thật sự có chút cảm giác khẩn trương. Xem ra không thể nào chậm trễ được. Giang Sơn có nhân tài mới xuất hiện, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị sư đệ. Sư muội phía sau vượt qua, những lời này của nàng mới nghe có vẻ là tự nhắc nhở bản thân, kỳ thực lại có điều chỉ hướng. Vi Dực nghe ra được, những lời này của sư muội Chu phủ, tất nhiên là nói cho Vi Dực hắn nghe. Vi Dực thân là linh căn tiên thiên trẻ tuổi duy nhất của đời thứ nhất trong tông môn, có thể nói là bản thân nhận được hàng vạn hàng ngàn sự sùng ái mà tính cách của chu phù lại là ngoại nhu nội cương rất là mạnh mẽ vì vậy y tứ của những lời này hiển nhiên cũng là mượn danh của sư đệ trẻ tuổi để tiết lộ cho vi dực nghe nhưng vi dực vẫn rất bình thản mỉm cười nói những lời của chu sư muội rất có đạo lý con đường tu luyện chỉ có siêng năng khổ luyện mỗi ngày thức khuya dậy sớm mới có thể kiên định cái đó chính là gọi đi thuyền ngược dòng không tiến thì lui đang nói trên lôi đài ca số tám cũng nhanh nhẹn xuất khoát đánh bay đối thủ của hắn xuống lôi đài khi ánh mắt của số 8 và tần vô song giao nhau, vi dực cũng nở nụ cười. Hai người này rất thú vị, nếu không đoán nhầm, có lẽ hai người này sẽ đấu vo quán quân cuối cùng. Khuế miệng chu phù khẽ giật lại nói, tiểu muội lại cảm thấy, số 8 này chưa chắc đã là đối thủ của số 6. Vậy sao? Chu sư muội dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Vi dực mỉm cười hỏi, không có lý do, chỉ là trực giác thôi. Chu phù khẽ cười một cái, hắc, mô huynh thật ra lại xem trọng số 8 hơn. Vi dực nhàn nhạt, nhạt nói, Chu phù vẫn chưa tiếp lời, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, Vi sư huynh, số 8 này là người của nhất mạnh đại điện chủ các ngươi sao? Báo danh trước đó, chọn lựa số người, chu phủ cũng là một trong những người phụ trách. Ngoài nam tử vừa mới tấn cấp là tần vô song, có một số đệ tử trung tâm hơi có chút tiếng tâm. Hai bên vẫn là hiểu tận gốc rễ. Chu phủ tâm tư kín đáo, đương nhiên lưu ý đến chi tiết vấn đề này. Lúc này nghe vi dực mở miệng có dự tính trong lòng như vậy. Trong lòng không tránh khỏi có chút không thoải mái, buột miệng nói ra. Vi dực thật không ngờ rằng chu sư muội lại hỏi trực tiếp như vậy. Nếu Chu Phủ đã hỏi một câu như vậy, hắn cũng không phủ nhận, lập tức mỉm cười nói. Mặc dù hắn đeo mặt nạ, Mưu Hình không cách nào khẳng định hoàn toàn. Nhưng từ thân hình và thủ đoạn của hắn mà nhìn, có lẽ chính là cửu sư đệ trong nhất mạch của gia sư. Nhất mạch này của đại điện chủ, số lượng đệ tử trung tâm chiếm 16 người. So với bốn đại điện chủ khác nhiều hơn bốn người. Và sắp xếp vị trí của tinh la điện, từ trước đến nay luôn căn cứ vào khảo hạch cuối năm để xác định vị trí. Trước mắt vi dược là đại sư huynh, nếu khảo hạch sắp xếp cuối năm, nhân mạch của đại điện chủ chỉ xếp thứ hai vậy thì vị trí đại sư huynh của hắn sẽ phải nhường lại chỉ có thể làm nhị sư huynh đương nhiên dưới tình huống bình thường sự đề thăng vững chắc về thực lực giữa đệ tử trung tâm sắp xếp vị trí lẫn nhau bình thường sẽ không có tranh lệnh quá lớn về cơ bản khả năng xuất hiện thay đổi vị trí là tương đối nhỏ đặc biệt là trong hàng ngũ mạnh nhất căn bản là đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống dưới mặc dù là trong đệ tử trung tâm cũng tuyệt đối nổi bật muốn dung chuyển vị trí của hắn cũng là chuyện rất khó Chu Phù nghe thấy những lời này, cười cười, cũng không trả lời gì thêm. Thẩm mỹ ngươi đương nhiên hy vọng sư đệ cùng nhất mạch với mình giành phần thắng rồi. Cũng không biết số sáu này là sư đệ của nhất mạch nào, đúng phải nhất mạch của đại điện chủ. Cũng thật đủ xui xẻo, căn bản cũng chỉ có thể làm nền mà thôi. Muốn giành được phần thắng xác thực là khó. Đầu vo trên lôi đài thực ra rất dễ dàng, chỉ sợ một số kỹ xảo. Chu Phù cũng đã trải qua vài lần chủ trì loại thi đấu lôi đài này. Đương nhiên cũng biết được một số tình hình bên trong. Về danh nghĩa, lôi đài thi đấu này tuyệt đối công bằng nhưng thực tế vẫn có một số người kết bè kết phái mưu lợi riêng lén dùng một số kỹ sao để giành được thắng lợi chu phù không thèm đi làm loại chuyện này nhưng không có nghĩa người khác không đi làm nàng cũng biết với dáng vẻ của vi dực cho dù cũng không thèm đi làm nhưng nhất mạch của đại điện chủ cao thủ vô số đệ tử trung tâm 16 người là tập thể đoàn kết nổi tiếng căn bản không dễ để cho đệ tử của mấy mạch khác nổi bật quá lớn dù sao người nắm tuyệt đối tinh lá điện trong tay là đại điện chủ ở bất cứ chi tiết nào đều phải nổi bật lên đầy đủ uy nghiêm và địa vị của đại điện chủ khi trong danh địa các đệ tử trung tâm chủ trì liên can đều ôm tâm sự thì hai đôi còn sót lại trên lôi đài cũng phân ra thắng bại số hai cuối cùng dùng một chiêu khó khăn thắng được số 7, tiến nhập vào đầu võ vòng 2, trở thành đối thủ của tần vô song còn bên kia lại là số 4 thắng hiểm số 5, tiến nhập vào đầu võ vòng 2 với số 8. căn cứ vào quy tắc giữa mỗi vòng đầu võ sẽ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục thời gian là một canh giờ dù sao đây là chiến đấu giữa tiên thiên cường giả sau khi trải qua một phen khổ chiến một canh giờ để nghỉ ngơi và hồi phục tính ra vẫn ngắn tần vô song đại khái đã có chút hiểu biết về tất cả đối thủ yên lặng đi đến một góc tĩnh tạ thổ nạp điều chỉnh tâm tính điều chỉnh đan điền khí hài hắn biết đối thủ của vòng tiếp theo cũng chỉ là làm nóng người mà thôi không hình thành nổi sự uy hiếp thực chất đối với hắn đối thủ thật sự là đối thủ tranh đoạt trước quán quân cuối cùng trên cơ bản nếu không có gì ngoài ý muốn Đối thủ tranh đoạt quán quân vòng cuối cùng có lẽ chính là số 8 đó. Đối thủ đó xuất ra thực lực đồng dạng với hắn. Tần Vô Song lúc này đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cho vòng cuối cùng rồi. Số 8 đó, thực lực cường đại, tương đồng như ta, ta nhất định phải giữ lại một số đòn bí mật. Đối thủ vòng tiếp theo, ta vẫn sẽ dùng sợi do hình rắn xuất thủ, nếu cần thiết, có thể thử một chút từ dương kiếm, làm quen một chút với thanh cổ kiếm nồng đậm khí tức tiên thiên này. Nội tâm của Tần Vô Song giống như cái giếng phẳng lặng không còn gợn sóng. Trước khi hắn đại chiến, lúc nào cũng có thể giữ được sự bình tĩnh thần kỳ, chưa bao giờ suy nghĩ tới chuyện thắng bại quá mức, suy nghĩ nhiều lắm vẫn là đối địch như thế nào, làm thế nào đánh bại đối thủ. Thời gian một canh giờ, rất nhanh đã trôi qua, tần vô sóng lướt lên trên lôi đài, tiến nhập vào vòng 2, lôi đài cũng chỉ còn thừa lại hai trận đấu, vì vậy diện tích của sân thi đấu lại mở rộng thêm gấp đôi, khiến bọn họ có nhiều không gian phát huy hơn. Tiền thủ số 2 trải qua một trận khổ chiến, mặc dù có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức một canh giờ, nhưng dù sao vẫn không thể hồi phục được trạng thái đỉnh phong mặc dù hắn ở trạng thái hoàn mỹ nhất tần vô song cũng không xem hắn là đối thủ cường đại huống hồ còn là ở dưới trạng thái hơi có chút khuyết điểm tần vô song liếc nhìn đối phương thản nhiên cười nếu ta là người lúc này sẽ không chọn lựa lên đài thắng thua của nhiên quan trọng nhưng quyền thật vô tình số 2 tức giận nói hãy thu chiến thuật tâm lý của ngươi lại đi muốn thắng ta để ta xem xem ngươi có bao nhiêu thực học rồi hãy nói tần vô song biết hắn đang cố gắng chống đỡ mỉm cười nói ba chiêu nếu ta để ngươi đỡ được ba chiêu trận quyết đấu này xem như ta thua tần vô song cố ý lợi dụng khí tức tiên thiên thúc dục thanh âm khiến thanh âm này vang vọng khắp xung quanh hình thành sóng âm không ngừng cuộn ra giống như từng đợt sóng lớn hung hãn phun trào ra lần này hắn có thể gọi là gõ núi dạ hổ ngoài mặt là nói với số 2, nhưng kỳ thật lại là khiêu khích số 8 về mặt khí thế hình thành lên một loại ám thị tâm lý giống như có gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không lùi bước Cố nhiên, khi thế này của hắn vừa xuất ra, xung quanh lập tức đã vang dậy tiếng vỗ tay như sấm động. Hiển nhiên, chiêu thức này của Tần Vô Song có vẻ vô cùng nổi bật, liên tưởng đến bá đạo của hắn trước đó, một chiêu mà khiến kẻ địch ngã xuống lôi đài, lần này lại hứa hẹn ba chiêu không thắng xem như thua, loại khi thế này, loại khí phách này, chính là thứ mà đại bộ phận đệ tử Tinh La Điện sùng bái nhất. Đương nhiên, nói chuyện ngàn câu không bằng động thủ một cái, lời nói của Tần Vô Song còn chưa dứt, sợi roi hình rắn trong tay đã lay động mở ra toàn bộ sợi roi dưới tác dụng linh lực của hắn uốn cong lượn vòng rất giống một con mãng xà to lớn nhập vào xuất ra tiền đến lực cuốn đánh hình thành từng luồng giống như lốc xoáy hướng về phía số 2 mà đánh tới số 2 biết tần vô song lợi hại nào dám chậm trễ hai tay vung kiếm bản to trong tay lên trực tiếp hướng về phía sợi roi quét tới thanh kiếm này bổ tới cũng với khí thế kinh người tần vô song quát lớn một tiếng tới hay lắm đột nhiên sợi roi tung ra linh lực lại một lần nữa quán nhập vào toàn bộ sợi roi đột nhiên thẳng ra hình thành lên một trường côn thẳng tắp biến quận thành quét thuận thế quét tới trên đường biến chiêu đột nhiên lại dùng sợi roi trực tiếp so đầu với linh lực kiếm bản to của số 2. lần này biến chiêu vô cùng đột nhiên hơn nữa nắm bắt lực đạo cũng vô cùng thành thục có thể nói là hoàn toàn học trộm tinh túy thiết yếu trong chiêu thức của ga áo đen đó chỉ là khi đang thực chiến tần vô song so với gà áo đen đó có thêm mấy phần khí phách và lực đạo có liên quan đến khí phách tông sư kiếp trước của tần vô song cho dù là hôm nay tiến nhập vào tiên thiên linh võ cảnh khi hắn ra tay nhất cử nhất động nhất chiêu nhất thức vẫn tràn đầy khí phách của tông sư Biến chiêu này có vẻ như có thể chiến thắng bất cứ lực đạo nặng nề nào nhưng lực cán quét xao động mà ra lại khiến số hai đó nhất thời cảm thấy một luồng chân khí huyết cuồn cuộn thân hình của hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ cô độc trên sông còn sức mạnh mà tần vô song đánh tới lại phảng phất giống như một luồng sóng mãnh liệt cuộn trào ập đến cũng là tiên thiên vậy mà lực tiên thiên do bản thân phát ra bây giờ lại kèm đối phương một mảng lớn âm um, đánh cận chiến sức mạnh quét ngang của sợi roi nện vào trên kiếm bản xuất ra một trận thanh âm trầm đục chỉ nghe thấy một tiếng đinh kiếm bản trực tiếp bị bắn khỏi tay bay thẳng lên trời tân vô song lạnh lùng cười sợi roi lại một lần nữa lay động đa giống như độc xà quấn quanh cổ của số 2, nhàn nhạt hỏi thế nào hai chiêu nói chính xác là một chiều rưỡi số hai đó mặn như cho tàn nhưng vẫn còn mạnh miệng nói trận đại chiến lúc trước của ta ta tiêu hao quá nhiều linh lực nếu không trận này dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng thất bại dưới tay ngươi như vậy tân vô song đối với kẻ bại trận cũng sẽ không ra sức đánh kẻ xa cơ thất thế khẽ cười nếu đã như vậy hy vọng lần sau có cơ hội lại tiếp tục luận bàn bây giờ người vẫn nên xuống đài đi cánh tay vừa động sức mạnh khẽ xuất sợi roi mang theo một luồng lực đầy rất nhẹ nhàng trực tiếp đưa số hai súng lôi đài số hai bước xuống đất một chút xung lượng cũng không có phẳng phất giống như nhảy một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất lúc này mới khiến hắn cảm nhận rõ ràng đối thủ của mình đáng sợ như thế nào thực lực còn cao hơn hắn nhiều lần đối phương lần này Bất luận là lực đạo hay là nắm bắt khoảng cách đều có thể nói là đạt đến cảnh giới tinh tế. Hơn nữa còn thoải mái như vậy, dễ dàng như vậy. Nghi đến đây, hắn cũng thua rất tâm phục khẩu phục. Hai chiêu, hai chiêu đã đánh đối thủ xuống lôi đài. Biểu hiện tuyệt diễm của Tần Vô Song lại một lần nữa nhận được tiếng hoan hô toàn sân vì chiến thắng của hắn. Mặc dù là người xem bắt bẻ nhất, cũng bị khí phách và thủ đoạn của Tần Vô Song chinh phục. Có rất nhiều đệ tử trung tâm đứng ở trong góc khuất quan sát lại không ngừng lấy bản lĩnh của bản thân xác minh trận chiến này hơn thiệt tương đối bên trong từ đó đánh giá bản thân và số sáu ái mạnh ai yếu rất nhiều đệ tử trung tâm cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận số sáu này xác thực là mạnh chỉ là thi đấu lôi đài này che giấu thân phận vì vậy tạm thời căn bản không cách nào biết được người này rút cuộc là đệ tử trung tâm của nhất mạnh nào chắc hẳn phải vậy tựa hồ tất cả người xem trận chiến đều coi tần vô song là đệ tử trung tâm chỉ có mấy nhân vật đệ tử trung tâm chủ trì của các mạch trong danh địa mới biết số 6 này. Căn bản không phải đệ tử trung tâm mà là đệ tử cao cấp mới tấn cấp xuất hiện. Trong lòng nghiêm phong lúc này cũng rất mâu thuẫn, hắn biết trong 8 người dự thi này, có một người là Tần Sư Huynh, nhưng rút cục ai mới là Tần Sư Huynh. Với thực lực võ giả hậu thiên của hắn, cũng không cách nào phán đoán ra được. Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, hắn nghĩ Tần Sư Huynh không đi ra tìm ta, có lẽ đã thăng cấp rồi, cũng không biết vòng thứ hai này. Tần Sư Huynh có thể vượt qua được không? với thực lực của tần sư huynh có lẽ có thể thắng được niêm phong hiểu biết không nhiều đối với cường giả của tiên thiên cảnh giới nhưng mấy lần nhìn tần vô song ra tay đều vô cùng bội phục hơn nữa hắn có thể nhìn thấy ở trên người tần vô song một loại khí chất một loại khí phách tông sư không phải là bộ dạng phách lối cao ngạo cũng không phải là thanh cao mà là mùi vị sát phạt quyết đoán khi tần vô song tống số hai ra khỏi lôi đài số 8 cũng đồng dạng giải quyết xong đối thủ hai người còn lại trên lôi đài sẽ là người tranh đoạt chức quán quân cuối cùng tự hồ hoàn toàn giống như mọi người đã dự đoán trước đó, xô sau đấu với số 8, tranh đoạt quán quân, người thắng cuộc giữa hai người này sẽ giành được 8 viên sơ linh nội đan, tập hợp đầy đủ nam đại thuộc tính căn bản. Nghi đến đây, rất nhiều hậu thiên võ giả cơ hồ đều nuốt nước bọt thêm nhỏ dãi, trong lòng nghiêm phong thầm cầu nguyện, hy vọng trong hai người này có Tần sư huynh, hy vọng người chiến thắng cuối cùng là Tần sư huynh. Sau khi hắn ở với Tần Vô Song một thời gian, đối với khí phách của Tần Vô Song vẫn rất bội phục mơ hồ chờ mong tần vô song giành được phần thắng dĩ nhiên là một loại thiên hướng đối với người quen trong sâu thẳm nội tâm cũng hy vọng sau khi tần vô song giành được phần thắng có thể chia sẻ một viên nội đan với hắn nếu như vậy hắn đã thu thập đầy đủ tất cả vật liệu chính rồi vừa nghĩ đến đây máu huyết toàn thân của nghiêm phong tựa hồ đều cuộn trào thân thể không kìm được hơi run cầm cập mà này được một gã đệ tử đứng bên cạnh hắn nhìn thấy không phải không có đua cợt nói bằng hữu người run gì vậy trên đài có huynh đệ của ngươi sao Nghiêm phóng nghiêm mặt nói, một vị sư huynh của ta cũng tham gia khiêu chiến lôi đài, bây giờ hắn vẫn chưa ra, khẳng định là một trong hai người đầu võ cuối cùng rồi. Ha ha, nếu như vậy thì thật là thất kính, xin hỏi sư phụ của các hạ ở nhất mạch nào, có phải là môn hạ của một vị điện chủ đại nhân nào không? Bình thường mà nói, người cuối cùng có thể tham gia đầu võ quán quân, về cơ bản đều là trong mấy mạch của năm vị điện chủ, nhưng Pháp phương và trưởng lão của tinh la điện, mặc dù môn hạ cũng là đệ tử trung tâm, nhưng số lượng đều rất có hạn căn bản không cách nào so sánh được với năm vị điện chủ một gã pháp vương cũng không vượt quá số lượng hai đệ tử trung tâm con trưởng lão lại chỉ có một vì vậy người thắng cuối cùng của trận chung kết lôi đài khẳng định là đệ tử trung tâm dưới trướng của năm vị điện chủ những khả năng khác mặc dù có nhưng cực kỳ nhỏ nghe đối phương hỏi một câu như vậy sắc mặt của nghiêm phong đỏ lên có ý mạnh miệng muốn nói bản thân mình là môn hạ của đại điện chủ nhưng trung quy ra mặt vẫn không đủ dày khuế miệng giật giật nhưng lại không trả lời thi đấu vòng thứ hai cũng không có nhiều cảnh tàn sát khốc liệt cũng không có bất cứ hồi hộp nào tần vô song và số 8 đều lấy thế giải quyết nhanh chóng nhằm đánh bại đối thủ của mình hiển nhiên tâm tư của hai người sớm đã đạt đến sự hiểu ngầm xem đối phương là kình địch cuối cùng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức một canh giờ tần vô song cũng không dự định uổng phí tìm một góc yên lặng bắt tay và chuẩn bị trận chiến cuối cùng đối với quán quân lôi đài lần này tần vô song đã hạ quyết tâm nhất định phải làm được đột nhiên tâm niệm của tần vô song vừa động ở xung quanh người hắn lại có bốn luồng khí tức tiên thiên tựa hồ đồng thời xuất hiện trong cảm ứng của hắn bốn luồng khí tức tiên thiên này bất cứ lùng nào cũng vô cùng cường đại biểu hiện tu vi không tầm thường ai tần vô song cảnh giác chậm rãi đứng lên mặc dù nơi này là vạn tượng cốc mặc dù tinh la địa đã cầm đoán các môn nhân chém giết lẫn nhau nhưng như vậy không có nghĩa tần vô song có thể hoàn toàn thả lòng cảnh giác hừ ngươi đừng quan tâm chúng ta là ai có câu nói muốn khuyên người không biết các hạ có muốn nghe không Sao? Tần vô song tập trung đề phòng, cũng không trả lời. Tiếp theo sẽ đến trận tranh đoạt quán quân, ngươi có thể lên đấu, nhưng nhất định phải thất bại. Chỉ cần người chọn lựa thất bại, chiến lợi phẩm có thể chia hai viên nội đan cho ngươi. Thanh âm này hiển nhiên là đè dây thanh âm, cô y biến đổi thanh âm, có vẻ rất khàn khàn. Uy hiếp, lại là uy hiếp. Tần vô song không giận ngược lại còn cười. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp loại uy hiếp như vậy. Ngay trước khi gia tộc luận phần của quận La Giang thuộc Bách Việt Quốc, hắn cũng từng gặp qua loại uy hiếp này lúc ấy là trận chiến cuối cùng của tranh đoạt Hào môn đối thủ là hứa gia còn người uy hiếp hắn lại là tây môn đại việt lần đó tần vô song không có thỏa hiệp lần này tần vô song đồng dạng không có đạo lý nào để thỏa hiệp nguyên tắc của hắn rất đơn giản chính là bốn chữ mà sư phụ trần trung trì đã nhấn mạnh với hắn tuyệt đối không nhường trần trung trì đã từng ân cần khuyên dân đế quốc đại la tài nguyên quý hiếm một khi xuất hiện thử tốt tuyệt đối không thể khiêm nhường có thực lực thì mặc sức đi cướp đối thủ là số 8, thực lực cũng không khiến tần vô song phải trùn bước vì vậy hắn căn bản không có lý do vứt bỏ cạnh tranh bị một hai câu nói uy hiếp sợ hãi nghĩ tới đây tần vô song ngược lại trở nên lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt, hỏi là tuyển thủ số 8 kêu các người tới sao chuyện này ngươi không cần quan tâm một câu thôi nếu ngươi từ bỏ sẽ có lợi cho ngươi nếu không từ bỏ những ngày sau này ở tinh la điện tất nhiên sẽ khiến ngươi nửa bước cũng khó đi tần vô song khẽ cười một tiếng nửa bước cũng khó đi nhìn quét một vòng nghiêm nghị nói mặc dù chư vị có năng lực khiến ta nửa bước khó đi trận chiến hôm nay chỉ có bốn chữ tuyệt đối không nhường nếu là ta học mẹ không tinh thua ở trên lôi đài thì không có gì phải nói nhưng muốn khiến ta không chuyến mà hàng bản tính của chư vị xen ra lộn số rồi nói xong cười hắc một tiếng sợi do lay động nhóng lên trong hư không liên tiếp quét ba vòng lớn những vòng sóng gợn khí lưu bao quanh tản ra tạo nên sự hỗn loạn của cây cỏ xung quanh lá cây bay tán loạn Tần vô song khí thế cực kỳ cường hãn, bước chân lên động, cao thét hướng ra bên ngoài mà phi. Vừa đi, vừa phát ra từng trận thanh khiếu. Hắn liệu định, bốn người này đến uy hiếp hắn, nhất định không thể để người khác trông thấy người. Nếu bị đồng môn liên quan biết phía sau thi đấu lôi đài này có rất nhiều nội tình đen tối. Sau này thi đấu lôi đài đánh cửa còn có thể tiếp tục mới là quái lạ. Vì vậy, từng trận thanh khiếu này của hắn phát ra, mang theo sóng âm cuồn cuộn kéo dài. Giống như từng trận sấm vang dội khắp núi đôi, vọng lại không thôi. Toàn bộ sườn công nhất thời sôi trào ầm ý bốn người đó của nhiên không ngờ tần vô song lại xảo quyệt như vậy đều sắc mặt biến đổi trong lòng thầm chửi mắng tần vô song còn bước chân lại nhanh chóng hòa vào trong tập thể bốn người này đều là đệ tử trung tâm của nhất mạch đại điện chủ thường ngày quen nhất là đoàn kết lúc này thấy tần vô song thủ đoạn cao tay là kinh địch của cửu sư đệ bọn hắn đương nhiên không muốn nước phù sa chảy vào ruộng người ngoài vì vậy để uy hiếp tần vô song trước muốn dựa vào uy áp liên thủ của bốn người để hù dọa tần vô song chỉ là bọn họ không ngờ rằng Bản tính của bọn họ tính trên người Tần Vô Song có thể nói là nút cờ sai lầm lớn nhất. Tần Vô Song bản thân cứng cỏi, căm ghét nhất chính là chuyện người khác uy hiếp hắn, mà bốn người này vừa vặn lại phạm phải điều đại kỵ đó. Khi Tần Vô Song rời khỏi nơi đây, chỗ đứng của hắn không biết từ lúc nào lại xuất hiện một luồng thân ảnh xinh đẹp, hiển nhiên chính là Chu Phù, nhìn thấy bóng dáng Tần Vô Song đi xa, có chút suy nghĩ, cẩn thận thể hội, đã cảm nhận được nơi này còn sót lại 4 năm luồng khí tức tiên thiên. Trong miệng Chu Phù lẩm bẩm, của nhiên như vậy, của nhiên như vậy." không biết vị sư đệ kia có phải đã bị bọn họ hù dọa chủ động rời đi hay không giữa lúc đang tập trung suy nghĩ đột nhiên sau người có một tiếng gọi sang sảng chu sư muội sao ngươi lại lưu luyến ở nơi này vậy chu phù không cần quay đầu cũng biết người tới là đệ nhất môn đồ môn hạ của đại điện chủ người mạnh nhất trong những người trẻ tuổi của đời thứ nhất đến vi dực trong lòng chu phù khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn ung dung bình thản chỉ là nói tiểu muội cảm thấy ở đây có chút khác thường nên chạy đến xem nhưng hình như đến muộn rồi vi dực cười thoải mái có thể có khác thường gì chứ chẳng qua là mấy gã đệ tử trung tâm qua lại một chút mà thôi chu phủ biết với năng lực của vi dực khẳng định biết rõ ràng hơn nàng chuyện gì vừa phát sinh hắn hỏi như vậy rõ ràng là cố ý giả ngốc lập tức cũng không bóc trần trong khẩu khí có chút hàm xúc sâu xa vi sư huynh trước đó cảm thấy số 8 sẽ là quán quân cuối cùng Xen ra của nhiên có khả năng dự đoán sao sao sư muội lại nói như vậy vi dực tiếp tục giả ngốc chu phủ khẽ cười cũng không trả lời sai người hướng về phía danh địa mà đi nàng tựa hồ có thể khẳng định Bốn năm lồng khí tức tiên thiên vừa rồi nhất định là đệ tử trung tâm của nhất mạch đại điện chủ tập hợp, muốn tạo áp lực với tuyển thủ số sau đó. Những thủ đoạn bên ngoài sân này đối với nàng mà nói từ lâu đã không phải là tin tức mới mẻ gì rồi, chỉ là nhất mạnh của đại điện chủ người đông thế lớn, thực lực lại xác thực trấn áp mấy mạch khác, cộng thêm vào đó mấy mạch khác tranh giành cầu xé lẫn nhau. Vì vậy dưới sự chèn ép của nhất mạch đại điện chủ, căn bản không có đường sống nào chu toàn. Trong lòng Chu Phù có chút khó chịu, nhưng lại không tiện biểu hiện trên mặt. Như vậy ngoài vi dực ngang nhiên ra, căn bản không có bất cứ lợi ích gì. Cho đến khi thân ảnh của Chu Phù đi xa, Vi Dực mới vô vỗ tay một lát sau, mấy lồng thân ảnh từ trong bóng tối chui ra, lần lượt vây quanh bên cạnh Vi Dực, tất cả đều rất cung kính. Đại sư huynh, trước đó, La số Sáu đó ở đây sao? Vi Dực nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã cảnh cáo hắn. Một người trong số đó nói. Hắn nói như thế nào? Người đó không khí có chút căm giận. Tiểu tử đó tựa hồ rất không biết tiểu dáng vẻ mới tới, hoàn toàn không kiêng nể gì chúng ta. Nghe khẩu khí của hắn, dường như căn bản sẽ không từ bỏ. Vi Dực trầm ngâm một lát, không từ bỏ mặc dù như vậy lão cửu cũng chưa chắc không có cơ hội thắng hắn hôm nay không thích hợp để các ngươi hành động thiếu suy nghĩ ta thấy tiểu nha đầu chu phủ đã sinh nghi rồi mọi người về sau làm việc phải kiềm chế một chút đừng để mấy mạch khác nói chúng ta chèn ép miệng lưỡi của bọn chúng vâng đại sư huynh bốn người đó đều đồng thanh trả lời một người trong đó vẫn còn có chút bất bình tinh la điện chúng ta lâu nay vốn chỉ có nhất mạch chúng ta là nổi bật mấy mạch khác dựa vào cái gì mà đòi hùng hổ cạnh tranh với chúng ta chứ đại sư huynh cũng do huynh rất mực khiêm tốn nếu không cho dù nha đầu chu phủ đó biết thì cũng có làm sao? chẳng lẽ nhị điện chủ còn hy vọng nhất mạch của bọn chúng có thể áp đảo nhất mạch của chúng ta sao? Vi Dực khoát tay chặn lại. những việc này chỉ mình chúng ta biết là được rồi. đặt trên cục diện hoàn toàn không cần thiết. các người đi trước đi. vâng, mấy người đó hiển nhiên đều rất em ngại đại sư huynh Vi Dực. nghe lời giao phó, lần lượt rời khỏi. Vi Dực hơi có chút suy nghĩ nhìn về phía Phương Vị mà Tần Vô Song vừa rời đi trong chốc lát. đột nhiên khẽ thở dài, quay đầu đi về phía danh địa. một canh giờ dưới sự chờ mong của vạn người cuối cùng đã hết mọi người đồng lòng chờ mong trận chung kết lôi đài cuối cùng cũng khai hỏa Số sau đầu với số 8, trận quyết đấu giữa hai người phái thực lực hắc hắc năm nay thật là có may mắn được thấy thi đấu lôi đài tổ thứ nhất lại đặc sắc như vậy quả thật là không uổng công chuyến này lộ sư huynh ngươi thấy số 6 giỏi hay là số 8 giỏi đương nhiên là số 6 rồi thân thủ và khí phách của số 6. rõ ràng không nằm cùng một đẳng cấp với mấy người khác hắc hắc thật là anh hùng thì có cùng ý kiến, tiểu đệ cũng xem trọng số 6. Bên cạnh có người nghe thấy không vui nói, số 6 cũng chỉ biết chọc cười mà thôi, người có thực lực chân chính là số 8. khiên tổn ít thể hiện mới là khí chất của cao thủ chân chính. Không nghe câu bình đấy bất hoàng, hồng trung lành lót sao? Người nói vậy là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, số 6 đó chỉ là thùng rỗng kêu to, ngoài giả vờ tán khốc cũng không có bản lĩnh gì nữa cả. Trước mặt cao thủ chân chính, khẳng định sẽ phải lộ nguyên hình. Ghen tị, có nghe ra không? Hắn căn bản chính là ghen tị với số 6 người ta chọc cười có bản lĩnh ngươi cũng chọc cười một lần xem xem giả bố ngươi có bản lĩnh cũng nên giả bộ một lần để mọi người nhận thức một chút xem có bản lĩnh bắt chước người ta thì gọi là bản lĩnh lợi hại ngươi không có bản lĩnh thì gọi là mốc ngách. nghiêm phong nãy giờ vẫn ở trong đám người nghe thấy bây giờ hắn đang cố gắng tìm hiểu về số 6 và số 8. nhìn phong cách của hai người hắn cũng mơ hồ phán đoán ra được nếu tần sư huynh không bị đào thải vậy thì trong hai người này khí chất của số 6 có vẻ giống tần sư huynh hơn con số 8 có vẻ lãnh khốc hơn một chút khi đám người này vẫn còn đang nói xấu sau lưng thời gian đã đến tuyển thủ số 8 đã lên đài trước bên chủ trì đợi một lát không nhìn thấy tần vô song lên lôi đài cao giọng nói mời tuyển thủ số 6 lên đài sau một lúc không có lời đáp người chủ trì lại cao giọng gọi một câu mời số 6 lên đài vẫn như cũ không có lời đáp lại trên lôi đài vẫn trống giống chỉ có một mình thân ảnh của số 8. khuế miệng số 8 khe động hiển nhiên có chút bộ dạng thỏa thuê mãn nguyện mơ hồ tựa hồ đoán được nguyên nhân gì một số đệ tử dưới lôi đài cũng ngồi không yên thế này là thế nào lại có thể đến muộn trận chung kết quan trọng như vậy sao không có khái niệm thời gian sao một người trong đó bụng đầy bực tức quán giận đứng lên hắc hắc đến muộn sao ta thấy hắn đang sợ hãi mới đúng nói linh tinh với thân thủ của người ta có đạo lý gì phải sợ hãi chứ nếu không sợ hãi tại sao bây giờ vẫn chưa lên đài câu nói này khiến người ủng hộ số 6 trước đó á không ngậm miệng không bác bỏ lại được tất cả hết nhìn đông đến nhìn tây chờ đợi số 6 đột nhiên xuất hiện giữa không trung Ngoài danh địa, những đệ tử chủ trì cũng từ danh địa đi ra, đặc biệt là chủ phủ, sắc mặt ngưng trọng. Nàng vẫn không hết hy vọng, hy vọng số 6 có thể đứng vững trước áp lực mà lên đài. Nhưng mà, sự thực lại khiến sự hy vọng của nàng không ngừng giảm xuống. Đến cuối cùng đã dần dần tuyệt vọng. Thầm nghĩ, cũng khó trách được hắn, ở dưới sự uy hiếp của nhiều đệ tử trung tâm tiên thiên cường giả như vậy. Một người mới như hắn, chủ động rút lui cũng xem như là lựa chọn sáng suốt. Không chọn lựa như vậy, mới gọi là không sáng suốt. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng chu phù dù sao vẫn cảm thấy không thoải mái nàng luôn hy vọng có người có thể không sợ quyền uy không sợ hãi uy hiếp có thể quang minh chính đại tranh đoạt lợi ích từ trong sâu thẳm đáy lòng nàng vẫn không hy vọng nhất mạch của đại điện chủ một nhà độc đại điều này tuyệt đối bất lợi đối với sự phát triển của tinh la điện cũng tuyệt đối không phải là một bầu không khí tốt còn vi dực lại giữ một vẻ mặt lãnh đạm phía sau lãnh đạm còn có mấy phần ngạc nhiên phảng phất đối với trận chiến tranh đoạt quán quân cũng không phải vô cùng hứng thú từ trong nội tâm mà nói suy nghĩ của hắn và chu phù hoàn toàn tương phản hắn hy vọng người trẻ tuổi đó rút lui không cần xuất chiến như vậy mới có thể thể hiện ra lực uy hiếp của nhất mạnh bọn chúng người chủ trì liên tiếp gọi ba tiếng vẫn không thấy bóng dáng của số 6. đúng lúc đang định mở miệng tuyên bố số 6 đến muộn hủy bỏ tư cách đúng vào lúc này bên ngoài lôi đài đột nhiên vang đến tiếng huyết sáo liên miên thân ảnh của tần vô song giống như trường long ngự không đạp mây cưỡi gió mà đến chạy như bay tới lên sùng mấy bước đã rơi xuống lôi đài chắc tay về phía người chủ trì đó nói xin lỗi ta đến muộn một chút người chủ trì đó có chút hờn giận nếu đến muộn một bước cho dù người có tới cũng không còn tư cách sự thi xin tuyên bố trận đấu bắt đầu tần vô song thản nhiên nói người chủ trì đó gật gật đầu trận đấu võ này sẽ quyết định ra được ai là quán quân của thi đấu lôi đài tổ thứ nhất người thắng sẽ giành được tiền đặt cược là tám viên nội đan sơ cấp yêu thủ đã được đặt trước đó ta tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu theo sự rút lui của người chủ trì trên đài chỉ còn lại hai người là số 8 và tần vô song tần vô song ung dung bình thản chăm chú nhìn số 8, đột nhiên mỉm cười hỏi có phải cảm thấy ngoài ý muốn không? Ngoài ý muốn, số 8 nhíu mày nói, ta cũng không phải là không lên đài, ta chỉ là chờ thời cơ mà thôi. Kỳ thực, nếu ta muốn lên đài, căn bản không cần người chủ trì liên tiếp thúc dục ba lần. Tần Vô Song vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như trước, phảng phất giống như đang cùng một gã bạn cũ hàn huyên nói chuyện. Thế nào? Số 8 nhíu mày, hắn biết đối phương đang chơi trò tâm lý chiến, nhưng vấn đề là, tâm lý của hắn khi đối phương nói ra câu đầu tiên đã xuất hiện nghi vấn. Nghi vấn này tạo thành một lỗ hổng, nếu không bổ khuyết Lỗ Hồng này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khi giao chiến của hắn. Người nhất định cảm thấy ta khẳng định sẽ không lên đài, ta chậm chạp không hiện thân, chỉ vì muốn phối hợp với tâm lý đó của ngươi, khuyến khích cho loại tâm lý đó của ngươi, để ngươi cảm thấy uy hiếp của mấy người đó vừa rồi đã có hiệu quả. Khi loại tâm lý này của ngươi đạt đến độ cao nào đó, ta sẽ xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến người xuất hiện chênh lệch tâm lý rất lớn. Nụ cười của Tần vô song càng rõ, đột nhiên khẩu khí biến đổi, lạnh lẽ vô cùng. Mà chênh lệch của loại tâm lý này sẽ là nguyên nhân thứ nhất cho thất bại của ngươi hôm nay. Nói đến đây, tần vô song hai tay kéo ra, đã xuất hiện một sợi roi. Bất ngờ hơn đó là một cây sợi roi hình rắn, quấn quanh cổ tay, xa xa chỉ vào số 8. Bốn cá tiên thiên cường giả, uy hiếp tá rút lui khỏi trận đấu. Không thể không nói đây là thất sách của các người. Một người như ta, những cái khác không có, nhưng có đầy sự cứng cỏi. Người càng uy hiếp ta, chỉ có thể khiến ý chí chiến đấu của ta càng thêm kiên định. Tiềm lực càng thêm kích động. Đây lại là nguyên nhân thứ hai khiến người nhất định thất bại hôm nay. Những lời này của hắn cũng không kiềm chế thanh âm. Đĩnh đạc mà nói, chuyến khắp bốn phía lôi đài, trong phạm vi mấy dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bao gồm cả mấy đệ tử trung tâm chủ trì của bọn người vi dược. Trong lòng vi dược khe có chút giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Thậm chí còn trồng chất một nụ cười không cách nào phán đoán được có phải từ đáy lòng hay không. Còn chu phù, cũng không ngừng gật đầu. Lúc này nàng cũng vui mừng khác thường. Có thể dưới sự uy hiếp của bốn gã đệ tử tiên thiên mà không hề lay động. Người thanh niên này của nhiên có toàn thân cứng cỏi, Trước khi tiến nhập vào sơn mạch lăng tiêu tu luyện, gia sư đã từng căn dặn nhiều lần. Lão nhân giao ngoài có bốn chữ dặn dò, đã ăn sâu vào trong trí não của ta. Bốn chữ đó chính là tuyệt đối không nhường. Bốn chữ đó là nguyên nhân thứ ba trong thất bại của người hôm nay. Tần vô song nói xong, khi thế đột nhiên thúc giục, sợi roi hình rắn quét qua hư không, biến hóa ra từng luồng tiên ảnh, quấn về hướng số 8. Dĩ nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Hay, dưới lôi đài tiếng hoan hô nổi lên bốn phía giờ khắc kích động lòng người cuối cùng đã đến rồi điều này khiến tất cả bọn họ đều không kìm được nhiệt huyết sôi trào trận quyết đấu của hai gã đệ tử tiên thiên xuất sắc người thắng cuối cùng bất luận là ai nhất định là một trận quyết đấu đặc sắc sô tán thấy tần vô song khí thế cường hạn cũng không hề sợ hãi lòng bàn tay thúc giục lôi ra một thanh trường kiếm liên tiếp điểm ba cái về phía trước ba luồng kiếm hoa giống như hàn quang xé toạc hư không trực tiếp xuyên thấu qua sóng công kích của tần vô song hướng về phía cơ thể của tần vô song mà đâm tới ba luồng kiếm hoa này thi triển vô cùng đẹp mắt góc độ xảo quyệt tinh thể khéo léo vậy mà có thể phá vỡ khí lưu tiên ảnh hình thành khắp bầu trời đủ thấy người này trong phương diện kiếm đạo có tài nghệ không tầm thường tần vô song đương nhiên sẽ không bị ba luồng kiếm hoa này đánh trúng sợi do hình dán mãnh liệt vung lên còn đáng sợ hơn một con mãnh thú nhất thời nốt chừng ba luồng hoa kiếm vào trong khí lưu cuộn lên liền biến mất rất sạch sẽ dùng kiếm dao tân vô song điểm đầu món chân xuống đất lướt mấy bước về phía sau thu sợi do hình dán lại cất số bên hông đột nhiên thò tay ra sau lưng rút thanh tử dương kiếm ra thanh kiếm này tên là tử dương hôm nay ta vừa mới có rút ra nhờ các hạ thử kiếm thế nào hả khẩu khí của tần vô song uy nghiêm đáng sợ thanh tử dương kiếm trong tay chỉ có kiếm quyết nhất thời khí phách tự sinh mơ hồ liền có một loại khí phách nhất tại tông sư kiếm kỹ tần vô song kiếp trước đã nghiên cứu vô số tinh túy thế nhưng ở kiếp này mặc dù thỉnh thoảng có cảm ngộ nhưng thật sự dùng để đối địch thì đây vẫn là lần đầu tiên nhưng lần đầu tiên này cũng không phải là lần đầu tiên về mặt ý nghĩa gà mờ thật sự một người một kiếm phẳng phất có ý nguyện cũ từ trước phẳng phất số mệnh đã định trước là phải gặp nhau tần vô song có kiếm trong tay vô số kiếm ý của kiếp trước nhất thời ủ đùn kéo đến vô số kiếm kỹ đỉnh cao bất phàm đều không ngừng xuất hiện trong đầu hắn đầu cô cửu kiếm thái cực kiếm, đạt ma kiếm pháp. Sâu tán thấy tần vô song tự cao như vậy, hôm nay kiếm mới tới tay mà dám dùng để đối chiến với hắn. Trong lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng từ lúc hắn khai chiến đến nay, về mặt khí thế hoàn toàn bị đối phương nắm giữ quyền chủ động. Lúc này đối phương rõ ràng không có thừa dịp truy kích, rõ ràng nửa đường lại thay đổi vũ khí. Điều này đối với hắn mà nói, lại là một chuyện tốt, lập tức cười lạnh nói. Hôm nay kiếm mới tới tay, mà lại dùng để đối địch, lòng tự tin của các hạ, thật là mạnh mẽ đến mức không bình thường. Ha ha, không phải lòng tự tin của ta mạnh, mà là đối thủ của ta quả yếu mà thôi tiếng cười của tần vô song vừa dứt đột nhiên hắc ta hấp tấp đâm ra một kiếm một kiếm này rất bình thường nhiều lắm chỉ có thể xem là đúng quy củ căn bản không có bất cứ trình độ kiếm đạo nào đáng nói nhưng chính là một kiếm hấp tấp này cũng khiến số tám đó cả kinh khi lưu từ mũi kiếm đâm ra thật giống như một luồng bức xạ nhiệt cuốn cuộn xông tới còn chưa tới gần trước mặt đã khiến hắn cảm thấy một luồng khí cực nóng khó mà chịu đựng được đập vào mặt mà đến một kiếm này chính là một kiếm mang tính thăm dò của tần vô song vừa đúng với ý cảnh vô chiêu thắng hữu chiêu nhìn tựa như vô chiêu tựa hồ sau lưng đòn kiếm này mơ hồ có khả năng vô số biến chiêu nếu đối phương vừa tiếp nhận chiêu này vậy thì tiếp theo sẽ kéo dài miên man chiêu số sẽ dồn dập kéo đến khiến hắn chống đỡ không xuể nhất thời không có cách nào thoát thân chỉ là số tám đó lại vô cùng linh mẫn hắn thấy một kiếm này của tần vô song hoàn toàn không bình thường biết rõ có sự đánh lừa căn bản không tiếp mà là liền tiếp lùi mấy bước thân kiếm rung lên thân như du long nhanh chóng lướt về phía tần vô song vút lên cao khuấy động liên tiếp đâm ra từng luồng kiếm quang hướng về phía vị trí chỗ hiểm của tần vô song mà giáng xuống hừ số tám hư lạnh một tiếng mỗi một đòn kiếm đâm ra trong miệng cũng không dừng lại nói thanh kiếm này của ta đã từng đánh bại không dưới 10 tên tiên thiên ngươi cũng sẽ không ngoại lệ nói xong thân hình vụt ẩn vụt hiện không có một khắc nào dừng lại phối hợp với thân pháp kiếm thế nhanh tuyệt luân ra tay cực nhanh tựa hồ khiến những người đứng xem không cách nào nhìn rõ tốc độ xuất kiếm của hắn. Tần vô song vừa thấy trận thế này của hắn, biết là định lấy tốc độ giành phần thắng, dùng kiếm tốc độ nhanh để chiến thắng. sáu tốc độ giao trong lòng Tần vô song khẽ cười. từ khi xuất đạo đến nay, sáu tốc độ ta chưa từng thua ai. tên này xem ra rất tự cao về tốc độ, vậy ta sẽ đánh bại hắn về tốc độ. Tần vô song cũng không chậm trễ, từ dương kiếm ở tay cũng không vội công kích, mà chỉ không ngừng quấn quanh số 8. cùng với công kích của đối phương, không ngừng di chuyển bước chân. Lăng Vân Thiên bộ về mặt tốc độ tuyệt đối, nhìn thế nào cũng không thể không kinh người. Sự biến hóa và xê dịch trong phạm vi nhỏ của hắn, tràn đầy quỷ dị. Loại tốc độ quỷ dị này khiến Tần Vô Song có vẻ giống như quỷ mị về mặt tốc độ, căn bản khiến người ta không cách nào đoán được. Cứ như vậy, người quan chiến dưới đài đương nhiên là thán phục không ngớt. Kiếm pháp của số 8 của Nhiên là nhanh, nhưng thần pháp của số 6 còn nhanh hơn. Không những nhanh mà còn quái, Quay đến mức bọn họ căn bản không cách nào phán đoán được bước tiếp theo của hắn sẽ đi đến đâu. Người này là quái tài chu ra từ đâu vậy? Số 8 công kích một lát, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Trước đây hắn đã từng giao thủ với rất nhiều đệ tử tiên thiên, nhưng từ trước đến giờ chưa từng gặp một kẻ nào khó chơi giống như người ở trước mặt bây giờ. Khi công kích, thế như hổ điên, khí thế kinh người. Khi phòng ngự, cũng vô cùng chặt chẽ, căn bản không tìm được bất cứ lỗ hổng nào. Cao thủ như vậy, lẽ ra phải là một nhân vật rất nổi tiếng trong những người trẻ tuổi đời thứ nhất của Tinh La Điện mới đúng. Tại sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua, Tinh La Điện lại có một nhân vật yêu nghiệt như vậy sao? Lẽ nào, người này là đệ tử tiên thiên mới xuất hiện gần đây nhất? Bên ngoài danh địa, về mặt của Vi Dực vẫn bình thản như trước, nhưng sự giật mình trong lòng hiển nhiên đã tăng thêm so với lúc trước rất nhiều. Hắn thật sự không ngờ rằng sư đệ trẻ tuổi vừa mới thăng cấp này lại có thể lợi hại như vậy. Bất kể là thân pháp cũng tốt, kinh nghiệm đối chiến cũng giỏi, căn bản đều không giống với một tay mới, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ non nớt nào. Nếu có chỉ là khí phách giả dặn, dễ dàng vượt qua mọi trở ngại. Vi sư huynh, thanh âm của Chu Phù đột nhiên vang lên, muốn hỏi ta có cảm khái giống sư muội không à? vi rực mỉm cười hỏi tiểu muội muốn thu hồi lại câu nói trước đó trên mặt chu phù mang theo nụ cười có mấy phần khoái trá ô chu sư muội hôm nay nói rất nhiều câu không biết cụ thể là chỉ câu nào chính là câu nói lúc ở bên ngoài trước đó liên quan đến chuyện quán quân sẽ rơi vào tay người nào ta nói vi sư huynh có khả năng dự đoán trước chu phù cười tùng tìm nói ô vi rực cười khanh khách lẽ nào chu sư muội lại có nhận thức mới tin rằng vi sư huynh cũng có thể nhìn ra số 8 đó nhất định thất bại là chuyện không phải nghi ngờ chu phù nói đến đây cố ý dừng lại một chút tôi mắt thanh tú nhìn chằm chằm vào vi dực phảng phất như muốn quan sát biểu tình của hắn khi nghe câu nói này vi dực cũng thản nhiên cười đối chiến tiên thiên biến đổi trong ngày mắt lúc này sợ rằng vẫn còn sớm để kết luận kỳ thực vi dực làm sao không nhìn ra được tình cảnh của số 8. nhìn qua xác thực là tiến công nhưng không thể chiếm cứ chủ động thân pháp của đối phương rõ ràng không tìm ra sơ hở gì tiếp tục tiêu hao như vậy một bên tấn công lâu không có kết quả tất nhiên sẽ thất thỏm nóng này nếu không thể áp chế được tâm tình nóng này kiếm ý nhất định sẽ mất đi cân bằng khiến đối thủ thừa dịp mà tấn công. Nhãn quang của Chu Phù đương nhiên có thể nhìn ra điểm này. Còn Vi Dực, bất luận là nhãn quang hay là thủ đoạn, đều hơn Chu Phù một bậc. Đương nhiên không thể nào không nhìn ra. Quả nhiên, số tán đó tấn công một hồi lâu vẫn chưa có kết quả, về tâm thái đã hơi có chút biến hóa. Linh lực lại một lần nữa thôi động, quần áo tung bay, đột nhiên thần pháp lại biến hóa. Về tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn, trong nhảy mắt. Bóng người lay động trên lôi đài không ngừng xuất ra một loạt tàn ảnh, phẳng phất trong nhảy mắt số 8 sinh ra hơn mấy trăm phân thân vậy, không ngừng công kích về phía tần vô song. Kiếm quang tung hoành, đâm vào hư không, tạo ra những tiếng loạn hưởng ba 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 ba. Lúc này, dưới lôi đài, tất cả mọi người tựa hồ đã nín thở, bọn họ biết. Chiến đấu đánh tới phần rằng coi như vậy đã cách thời điểm phân ra thắng bại không còn xa nữa. Đặc biệt là nghiêm phòng, hai tay nắm chặt. Trong ngày mắt khi tần vô song rút tử dương kiếm ra, hắn đã nhận ra, tựa hồ bật thốt tiêu lên hai. Cũng may hắn còn cố kiềm chế, không thất thủ quá mức, nhưng đã lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Tần sư huynh, cố gắng chịu đựng. Nghiêm Phong hung hăng bóp chặt hai tay, kiếm pháp của số 8 đó thực sự rất nhanh, hơn nữa thân pháp phối hợp cũng hoàn toàn là cảm giác không chê vào đâu được. Nếu đổi lại là một số võ giả hậu thiên bọn hắn lên, sợ rằng lên 20 giây đã bị giết chết rồi. Quá nhanh, nhanh đến mức những người đứng xem như bọn họ đều không nhìn rõ. Vậy thì tình cảnh của người đương cục còn gian nan như thế nào? Số 8 này, đại khái đã đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Kiếm này trong tay hắn, không có gì khác biệt với cánh tay, quá nhanh, quá thành thạo. Trong đám người phát ra tiếng tán thưởng tấm tắc một số người vốn xem trọng tần vô song lúc này cũng không kìm được ý niệm phát sinh dao động cảm thấy dưới tốc độ kiếm nhanh như vậy sâu sò muốn toàn thân rút lui căn bản là không thể nhưng mà thế giới của tiên thiên hắn lại để những hậu thiên võ giả như bọn họ có thể phòng đoán sao trong mắt bọn họ không có khả năng trong thế giới tiên thiên chỗ nào cũng có thể tần vô song rất khoái trí kiếm chiêu này xác thực là nhanh nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn của phong lôi đao thôi luận về nhanh có lẽ nhanh hơn phong lôi đao một chút nhưng luận về tàn nhẫn luận về sát phạt chi khí thì chưa chắc có thể thắng được lệ vô kỵ tử dương kiếm của tần vô song đột nhiên lay động thân hình đột nhiên cuộn lại giống như tạo thành một cờ lốc xoáy tử dương kiếm trong tay cũng xoay chuyển theo hình thành một khối không khí vừa công kích lại vừa phòng thủ giống như một viên đạn pháo trực tiếp hướng thẳng đến hắn đã hoàn toàn nhìn thấu kiếm ý của số 8. nhìn thấu kiếm ý vậy thì tất cả tốc độ kiếm cực nhanh của đối phương cũng chỉ là một cách che mắt chỉ cần trải những nhát kiếm trí mạng nhất tất cả hư kiếm khác căn bản chính là những động tác võ thuật đẹp mắt bổ trợ cho sự uy hiếp đinh đường tử dương kiếm của tần vô song hướng về phía trước nhanh tuyệt luân một kiếm này chuẩn xác trực tiếp không có bất cứ sai sót gì trực tiếp trúng đích số tám khó khăn làm mới giữ được thân thể đứng vững thân kiếm mắc lại tất cả kiếm thế nhất thời mất đi ý nghĩa trọng điểm của so đấu nhất thời thành đối kháng đấu võ linh lực tần vô song liên tiếp thúc dục ba lần tử dương kiếm xuất ra tiếng kiếm kêu ông ông chói tai chỉ nghe thấy một tiếng rắc thân kiếm giống như nước mùa thu của số tám quang mang nhất thời tối sầm chỗ hàm đạm nhất thời xuất hiện một lỗ hỏng giống như răng cưa cưa qua va chạm của kiếm và kiếm tử dương kiếm toàn thắng tần vô song ha ha cười to kiếm pháp của ngươi ta đã lĩnh giáo rồi bây giờ hãy nhận thức một chút kiếm trong ngón tay của ta nói xong đen tử dương kiếm cắm vào sau lưng hai tay múa may đầu ngón tay lập tức điểm ra mòn cái thực hiện đồng bộ hai luồng thiếu thương kiếm dâng lên mà ra giống như song long hí châu một phải một trái mang theo hai luồng thực kiếm nồng đậm đâm thẳng tới Sâu tám kia không ngờ rằng, món tay của tần vô song lại có thể phun ra công kích giống như kiếm mang. Vội vàng quay kiếm về đón đỡ, nhưng chống đỡ này cũng chỉ có thể ngăn cản một lúc. Kiếm thế của tần vô song hình thành, thiên mạch ngưng kình kiếm kiếm ý mãnh liệt. Kiếm khí tung hoành, theo động tác mùa may của ngón tay không ngừng phun ra. Các loại kiếm thế dồn dập kéo đến, phẳng phất giống như hạt mưa, đổ súng mắn tới. Luôn kiếm thế này có thể so với viên đạn, căn bản không phải thư số 8 lúc này có thể ngăn cản. Chỉ chống đỡ được ba bốn cái, liền bị một đòn trung sung kiếm trúng bả vai nhất thời bắn thủ một lỗ lớn, máu chảy không ngừng. Một trận đối chiến tiên thiên, đừng nói là bị thương, cho dù là bị áp chế về mặt khí thế, cục diện cũng hoàn toàn biến đổi, huống hồ là cơ thể trực tiếp bị kiếm khí của đối phương đánh trúng. Kiếm khí cường đại của Tần Vô Song trực tiếp xuyên qua đâm vỡ một cái lỗ to, nhất thời khiến số tám máu chảy không ngừng, sắc mặt đại miền liên tục lui về phía sau. Đồng môn giao chiến, chỉ phân thắng bại, không phán sinh tử. Tần Vô Song một chiêu tới tay, cũng không truy giết, kiếm thế ngưng tụ lại mà không phát, coi thường số tám đó chỉ cần đối phương hơi dãy giụa, kiếm khí của hắn sẽ liên tiếp giáng xuống cho đến khi cướp đoạt được lực chiến đấu của đối phương mới dừng lại trong ánh mắt của số tám vốn có loại khí ngạo nghễ lúc này đã biến mất sạch xanh xanh thay vào đó là sự nghi hoặc và khủng hoảng hắn không ngờ bản thân lại có thể thất bại triệt để như vậy trận thất bại này có thể gọi là thất bại hoàn toàn bị đối thủ hoàn toàn áp chế một chút hy vọng lật ngược thế cờ cũng không có nếu không phải ở lôi đài thi đấu đánh cược sợ rằng lúc này sớm đã trở thành quỷ dưới kiếm của đối phương rồi như thế nào tần vô song ngăn chặn kiếm thế lại nhàn nhạt hỏi Số tá mặc dù đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ tiêu điều biểu lộ ra từ trong ánh mắt của hắn cười khổ liên tục người thắng làm vua kẻ thua làm giặc ta còn có lời gì để nói chứ tần vô song gật gật đầu đem ánh mắt chuyển về phía người chủ trì người chủ trì kia cũng rất thức thời đi lên trước hô to quán quân thi đấu lôi đại lần này thuộc về số 6. tám phần tiền đặt cược tất cả đều thuộc về số sáu sau một tiếng tuyên bố này dưới đài nhất thời vang lên tiếng hoan hô vang động những đệ tử cao cấp vốn xem trọng số 6, tất cả đều nhảy nhót hoan hô còn những kẻ xem trọng số 8, cũng thấp giọng phát ra từng trận cảm thán đặc biệt là nghiêm phong vui mừng hớn hở giống như bản thân mình mới là người chiến thắng ở lôi đài chiến đấu lần này vậy nắm chặt tay đè xuống thắng rồi tần sư huynh của nhiên là lợi hại hắn thật sự đã thắng rồi vì dực đang quan khán từ xa mặt mày khẽ cau lại cũng không nói gì chỉ là liếc nhìn về phía tần vô song một hồi lâu trong lòng hơi có chút không thoải mái chu phù vẻ mặt mỉm cười bắt chuyện nói vi sư huynh lần này xem ra tiểu muội ta nhìn chuẩn hơn một chút rồi vi dự biết chu phù đang cố ý chế nhạo hắn nhưng cũng không thể tránh được lần này xác thực là nhất mạch của mình đã thua rồi hơn nữa còn thua hoàn toàn triệt đề lập tức mỉm cười nói nhãn quang của chu sư muội lâu nay vẫn luôn rất chuẩn thắng được vô huynh cũng là chuyện đương nhiên ha ha mọi người chuẩn bị một chút đi đợi sau khi số sáu lĩnh xong phần thưởng lại chuẩn bị thi đấu lôi đài tổ thứ hai tổng cộng 3 tổ đây mới là tổ thứ nhất tiếp theo mọi người cũng không được lơi lỏng mới được tần vô xong ở dưới hàng vạn hàng nghìn người vây quanh tiến tới trước giành địa quán quân thi đấu lôi đài lúc nào cũng là người nhận được sự vây quanh đông nhất nhân khí vô cùng cao vị sư huynh này có thể nói cho chúng ta ngươi là của nhất mạch nào không Đúng vậy, nói một câu thôi, có lẽ nơi này có sư huynh đệ cùng nhất mạch với ngươi. Chúng ta đều rất sủng bái người. Sư huynh, nói một câu đi. Đám đông vây quanh không ngừng người này một câu, người kia một câu. Không ngừng bắt chuyện về phía tần vô song. Ngay lúc này, rèm cửa của danh địa được kéo ra, bên trong có một người đi ra. Bất ngờ chính là Chu Phủ. Nàng có dung nhan tuyệt thế, ở dưới ánh sáng mặt trời, càng lộ rõ vẻ xinh đẹp hơn người khiến tất cả đám môn nhân của tinh la điện đang ô nào đều há mồm cứng lưỡi không có ai dám nói thêm câu nào mọi người đang làm gì vậy chu phù khẽ trách mắng thân phận của tuyển thủ thi đấu lôi đài đều được giữ bí mật các người có bản lĩnh thì tự mình le lôi đài đi đừng ở đây mà quấy rầy. bị chu phù của trách một trận những đệ tử này này sắc mặt đều vô cùng hổ thẹn lần lượt xấu hổ rút lui nhưng lại rất vui vẻ cam tâm tình nguyện phảng phát có thể được mỹ nữ sư tỷ trách mắng một trận cũng là vinh hạnh cực lớn thậm chí có mấy người trong đó rõ ràng ông tâm từ muốn nhìn lén sư tỷ mỹ nữ mà đến nhìn thấy chu phù đi ra đương nhiên là mừng rỡ ra mặt bị chu phù mắng như vậy ngược lại mặt mày dạng rõ thỏa mãn rời đi tần vô song cười khổ lắc đầu thẩm mỹ nhân khí của vị chu sư tỷ này thật sự không tầm thường cho dù là dạy người cũng có thể khiến người ta hưởng thụ như vậy nếu đổi lại là một gã sư huynh khác đi ra nói những lời này đám người này cho dù ngoài mặt không dám nói gì trong lòng khẳng định cũng muốn oán thầm một trận nhưng vị chu sư tỷ mắng tất cả đều lộ ra biểu tình giống như nhận được bảo bối gì vậy vị sư đệ này mời vào trong chu phù hiển nhiên cũng biết tâm tư của những gia hòa này cũng không để ý Nàng ngoài việc không hài lòng với sự hoành hành bá đạo của nhất mạch đại điện chủ gia đối với các đồng môn cũng tương đối khoan dung tân vô song gật gật đầu theo đuôi chu phủ đến gần danh chướng chiến lợi phẩm đã hoàn toàn trưng bày ở đây chu phủ chỉ vào hộp mọc đựng tám viên nội đan sư đệ đây là tám viên nội đan chỉ có đặt trong hộp mọc này mới có thể giữ được linh lực không bị hao mòn không biết trên người ngươi có đạo cụ cất giữ nội đan không nếu không có thì phải nghĩ cách làm sao mới có thể để linh lực của những nội đan này không bị mất đi Tần Vô Song mỉm cười nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, tiêu đệ trùng hợp có một bọc hành lý cất đồ nho nhỏ, nếu không cũng không có cách nào để bảo tồn tiền đặt cược là những viên nội đan được đặt ở đây. Điều này cũng đúng, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Chu Phù thản nhiên cười, được rồi, không cần khách khí, những cái này đều là của ngươi. Tần Vô Song đương nhiên sẽ không khách khí, đem tám viên nội đan được trưng bày trong hộp mộc, cất vào trong tay áo của hắn, tay áo rộng rãi, vừa vặn ngăn chờ động tác của hắn, không có ai nhìn thấy hắn đem nội đan cất vào trong bọc hành lý chữ vật như thế nào. Động tác này của Hàn khiến mấy gã đệ tử trung tâm chủ trì đang ở đây đều có chút kinh ngạc. Đối với tần vô song sự kính nể tăng thêm rất nhiều. Chu phủ tán thượng nói, thân thủ hay, chẳng trách có thể thắng được vị trí quán quân cuối cùng. Quả thật là có năng lực chân chính. Tần vô song khẽ cười, chắp chắp tay. Ta tạ liệt vị sư huynh sư tỷ, tiểu đệ xin cáo tử. Tần vô song không muốn dây dưa lại nơi này chút nào. Hắn biết, thời gian lưu lại nơi này càng lâu, sẽ có thêm nhiều thị phi mặc dù hắn không xác định người uy hiếp hắn trước đó xuất ra từ phương nào nhưng mười phần đến chín khẳng định có quan hệ với mấy vị chủ trì ở nơi này những chủ trì này nếu đoán không lầm có lẽ chính là các môn đồ đắc ý nhất dưới trướng của năm vị điện chủ tinh la điện tần vô song đang định rời khỏi danh trướng sau lưng một người đột nhiên hỏi sư đệ chậm đã tần vô song chậm rãi dừng lại quay đầu lại hỏi không biết sư huynh còn có gì chỉ giáo người gọi hắn dừng lại cũng chính là môn đồ thiên phú kiệt xuất môn hạ của tam điện chủ trung vô ẩn tên là triệu mục chi Triệu Mục Chi hỏi, Mu Huynh có một vấn đề vẫn luôn có nghi vấn, không dám xin hỏi, sư đệ ngươi là môn hạ của điện chủ nhất mạch nào? Mấy người khác, kỳ thực cũng rất hiếu kỳ, bao gồm cả vi dực trong đó, đều muốn biết. Vị sư đệ không biết từ đâu chui ra này, rốt cuộc là môn hạ của điện chủ nhất mạch nào. Trước đó khi Tần Vô Song báo danh, năm người này đều nhìn qua diện mạo của Tần Vô Song, đều có thể khẳng định không phải là người của nhất mạch mình. Vì vậy đều cho rằng là đệ tử của bốn mạch khác. Tần Vô Song ung dung mỉm cười, dừng một chút, rồi đột nhiên nói thi đấu lôi đài này không phải yêu cầu thân phận bí mật sao triệu mục chi ngay người cười khanh khách đó là bí mật trên lôi đài để tránh còn tức giận tranh giành không đấu giữa mọi người ảnh hưởng đến đoàn kết đồng môn mấy người chúng ta không tham gia vào loại phân tranh lôi đài cấp bậc đó nên người cũng đừng ngại ý tứ là loại phân tranh cấp bậc này không tạo ra sự hứng thú cho bọn họ loại cảm giác ưu việt này càng khiến tần vô song không muốn phản ứng thêm nhiều hơn nhà nhạt cười nói sự tồn tại cấp bậc này của tiểu đệ sợ rằng cũng khó lọt vào pháp nhãn của sư huynh Chuyện theo sư phụ nào, chưa được gia sư cho phép, không dám dễ dàng tiết lộ. Cáo tư, nói xong, cũng không đợi triệu mục chi trả lời, cước bộ nhanh chóng tiến ra bên ngoài. Chu phù thấy triệu mục chi mặt mày ngốc nghếch, không khỏi buồn cười. Triệu sư đệ, tự làm mình mất mặt sao? Trên khuôn mặt tuần tú của triệu mục chi lóe lên một làn sương mù, tự mình khỏa lấp. Tiêu tử này, sau này đừng để ta nghe nói đến. Này này này, nghe khẩu khí này của ngươi còn định lấy lớn hiếp yếu sao? Chu phù cười nói. Sau khi rời khỏi danh địa, Tần Vô Song tìm được chỗ hẻo lánh, đem mặt nạ và phục sức thi đấu cởi ra, khôi phục lại diện mạo vốn có, sau khi bảo đảm tất cả không lộ ra bất cứ sơ hở gì, lúc này mới từ chỗ bóng tối bước ra, nên ngang đi tới bên cạnh lôi đài, lúc này, thi đấu của tổ thứ hai đã sắp bắt đầu rồi. Tần Vô Song lúc này cũng không có nhiều hứng thú để quan chiến, tham dự một trận thi đấu lôi đài, khiến hắn đại thể có một kết luận, biết được vị trí của bản thân ở trong tinh la điện như thế nào. Ngoài mấy gã đệ tử trung tâm chủ trì ra, tần vô song tự thấy bản thân không thua bất kỳ ai. Vừa định rời khỏi, đột nhiên thoáng nhìn xa xa, nghiêm phong đang nhìn đông nhìn tây. Biểu tình lo lắng, hiển nhiên cũng đang tìm hắn, đợi hắn xuất hiện. Tần vô song đi tới, nhẹ giọng nói, đừng lên tiếng, người ra khỏi cốc trước đi, một người đi, ta sẽ đuổi theo người. Nghiêm phong mê người sửng sốt, lập tức lĩnh ngộ được. Phong vo bên cạnh lôi đài hai vòng, lúc này mới một mình hành động hướng ra ngoài mà đi. Tần vô song cũng không vội vàng đuổi theo, cũng không chậm không nhanh hướng ra bên ngoài mà đi. Đi đến chỗ cửa ra, lấy lại hai món tiên thiên thế chấp, rồi theo đuôi mà ra. Một lát sau, hai người một trước một sau ra khỏi vạn tượng cốc. Tần vô song đi đường rất cẩn thận, đảm bảo phía sau không có ai đuổi theo. Lúc này mới chút bớt một số tâm sự. Hắn vô lo lắng, đám người uy hiếp đó sẽ không từ bỏ, tiếp tục bám theo. Hôm nay xem ra, đối phương tựa hồ đã tạm dừng công kích, ít nhất trước mắt không có dự định này. Sau khi rời khỏi vạn tượng cốc mười mấy dặm, Tần vô song lúc này mới bước nhanh đuổi theo nghiêm phong. Nghiêm phong lúc này, trong nhãn thần đã tràn đầy sùng bái và hâm mộ. Tần sư huynh, đúng là ngươi rồi. Nếu không phải người rút tử dương kiếm ra, ta căn bản không nhận ra người, hại ta lo lắng hồi lâu. Hắc thanh tử dương kiếm này, của nhiên không bình thường. Tần vô song thở dài. Nghiêm phong, ta định xuống núi, nếu ngươi tin ta. Ngươi hãy đưa hết vật liệu trên người cho ta trước đi. Nghiêm phong lúc này còn có gì không tin nữa. Không chút nghĩ ngợi, đến tất cả nguyên liệu thu thập được, bao gồm cả thanh hàn thạch đó. Tất cả lấy ra hết, giao cho tần vô song được sau khảo hạch cuối năm ngươi hãy tới thanh vân điện tìm ta ta nhất định sẽ trả cho ngươi nhục thân kim đan tiên thiên sơ linh đan chỉ cần luyện ra tuyệt đối sẽ đưa cho ngươi không thiếu thứ gì nghiêm phong gật gật đầu được vậy tiểu đệ xin nhờ cại tần sư huynh nói đến đây thanh âm của nghiêm phong cũng không kìm được có chút nghẹn ngào cố gắng khổ cực nhiều năm như vậy lần này cuối cùng có thể dễ dàng thực hiện mộng ảo như vậy nếu không phải ra cửa gặp quý nhân hai loại vật liệu chính của tiên thiên đan dược sợ rằng có cố gắng thêm 10 năm cũng chưa chắc có thể thu thập được. Lần này thật sự là gặp đại quý nhân. Từ trong sâu thẳm nội tâm, Nghiêm Phong đã xem Tần Vô Song như đại ân nhân, đại quý nhân. Sau khi sùng núi, Tần Vô Song quay lại tổng bộ Tinh La Điện. Việc đầu tiên đó chính là tới tiền điện Thanh Vân Điện để bái kiến sư phụ. Lúc này cách ngày mùng 8 tháng chạp còn hơn một tháng, bây giờ hắn sùng núi, hiển nhiên là còn có chút sớm. Vì vậy chân trung chỉ nghe nói có Tần Vô Song cầu kiến, cũng có chút bất ngờ. Ha ha, Vô Song, nhìn khí sắc của người rất tốt hai tháng không gặp xem bộ dạng hình như có chút thu hoạch chân trung chỉ cười tùng tìm nói mau nói đi có những thu hoạch gì vậy tần vô song cũng không giấu giếm ngoài chuyện liên quan đến gà áo đen đó tỉnh lực đi một số chi tiết còn lại đầu đuối góc ngọn cử đúng như sự thực mà nói phần mà hắn tỉnh lực chính là lệnh bài thân phận và tấm bản đồ kỳ quái của gà áo đen đó những chuyện khác của hắn cũng đều từng tận chi tiết bẩm báo lên trên chân trung chỉ sau khi nghe xong lông mày khẽ cau lại lầm bẩm, ngươi tới vạn tượng cốc tham gia thi đấu lôi đài đánh cược có người uy hiếp người. có đúng không đúng tần vô song cũng không che giấu sắc mặt của chuân trung chỉ xanh mét đám khốn khiếp này đè ép đồng môn thật sự muốn một nhà độc đại sao sư phụ những người đó là ai con có thể là ai đầu lĩnh lớn nhất của bọn chúng chính là vi sư huynh mà ngươi đã nói đến vi Dực. hắn xuất thân từ nhất mạch của đại điện chủ đám gia hòa đó lâu nay vẫn luôn muốn loại trừ bốn mạch khác chỉ hẳn không thể đem toàn bộ tài nguyên của tinh la điện độc quyền toàn bộ Nhất mạch của đại điện chủ lẽ nào tất cả chuyện này đều do đại điện chủ bày mưu đặt kế sao tần vô song có chút không thể tưởng tượng nổi cái đó gọi là diêm vương dây ứng phó tiểu quỷ khó đề phòng bản thân đại điện chủ cũng không đến mức như vậy trong năm vị điện chủ vẫn là tương đối đức cao vọng trọng nhưng đám bè đảng phe cảnh trong nhất mạch của hắn lại càng thích độc chiếm một vùng làm độc bá vô song trong mấy tên đệ tử trung tâm chủ trì mà ngươi nói có một người lại là của nhất mạch chúng ta ngươi đoán thử xem là ai tần vô song suy nghĩ một lát hỏi lẽ nào là chu sư tỷ đó trân trung chỉ cười ha ha nói làm thế nào mà ngươi đoán được trực giác toàn bộ là dựa vào trực giác đệ tử cảm thấy vị chu sư tỷ đó tương đối thân thiết mà thôi ân đừng xem thường trực giác đối với tiên thiên cường giả trực giác có lúc rất linh mẫn vô song kết quả kiểm tra nâng cao thí luyện võ đồng lần này thành tích của bách việt quốc các ngươi xem ra rất không lý tưởng vậy sao trong lòng tần vô song khẽ chấn động hắn luôn rất quan tâm đến chuyện này nghe sư phụ nói như vậy không khỏi có chút lo lắng không đến mức ảnh hưởng đến việc thăng cấp lên công quốc thượng phẩm chứ không đến mức đó chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi điều kiện những cái khác chẳng qua chỉ là thiêu hoa thiêu gấm mà thôi bách việt quốc các ngươi lần này ngoài ngươi ra được tinh là điện chọn lựa chỉ có 6 người một số công quốc trung phẩm khác đều có gần 10 người đại ngô quốc là láng giềng của bách việt quốc các ngươi lần này cống hiến số lượng 30 người vì vậy cũng đồng dạng được thăng cấp lên công quốc thượng phẩm Tân vô song cười khổ liên tục thầm nghĩ tranh đấu của bách việt quốc và đại ngô quốc xem ra còn phải tiếp tục hắn vốn tưởng rằng bách việt quốc tấn chức lên công quốc thượng phẩm về địa vị cơ bản đã vượt qua đại ngô quốc từ nay về sau sẽ hiện ra ưu thế mang tính áp đảo không ngờ đại ngô quốc người ta cũng không chịu thua kém chuyện bây giờ mà hắn quan tâm là rút cuộc trong sáu người của bách việt quốc có người mà hắn quen biết ở trong đó không nhưng suy nghĩ một chút có lẽ hy vọng đó tương đối xa vời bách việt quốc ngoài tần gia gia còn có bốn đại vương tộc mặc dù xích mộc vương đã bị diệt môn nhưng vẫn còn lại ba đại vương tộc đệ tử của ba đại vương tộc chỉ ít cũng chiếm số lượng ba người rồi vị trí ba người còn lại chẳng khác nào toàn bộ võ đồng của bách việt quốc cùng nhau tranh cướp đám người như là đạt hề dương và đồng ngôn sợ rằng hy vọng vô cùng xa vời lập tức hắn không kìm được hỏi sư phụ võ đồng của bách việt quốc ta tiến nhập vào tinh la điện không biết là những người nào chân trung chỉ cười khổ nói chuyện này vi sư thật ra cũng không chú ý dù sao tư chất quả những võ đồng này không cao giá trị tiềm lực cũng rất khó đạt được mong đợi của vi sư tựa hồ đều được các trưởng lão của tinh la điện chọn đi rồi rảnh rỗi ngươi hãy đi hỏi thăm xem sao nhưng vô song tới tinh la điện rồi cái mà ngươi phải suy nghĩ nên là toàn bộ đế quốc đại la chứ không phải là công quốc nhỏ bé của các ngươi trước kia vâng tần vô song cũng cảm thấy nói những lời này trước mặt vi sư có chút thất lễ vô song ngươi thu thập nhiều nội đan yêu thủ sơ cấp như vậy không phải là muốn chế luyện tiên thiên sơ linh đan chứ chân trung chỉ đột nhiên hỏi đệ tử đang có ý này tần vô song lông mày khẽ động xin hỏi sư phụ Việc luyện đơn này, mạch nào của tinh la điện chúng ta tương đối thành thạo, không có mạch nào lanh nghề cả. Khẩu khí của Chuân Trung chỉ rất thẳng thắn, thở dài. Tất cả đều muốn tu luyện, muốn không ngừng giành được đột phá trên con đường võ đạo. Chuyện luyện đan, ai cũng muốn đợi tiện lợi sẵn có, kêu bọn họ tự đi học. Tất cả đều không vui lòng tự nguyện. Ồ, nếu nói như vậy, tinh la điện ta to lớn như vậy mà cũng không có được một gã luyện đan sư sao? Chuân Trung chỉ thở dài. Đương nhiên không đến mức như vậy, trước mắt luyện đan sư giỏi nhất của tinh la điện là ở mạch ly hỏa pháp phương. Trong tám đại pháp phương, Duy nhất có ly hỏa pháp phương là sở trưởng nhất chuyện chế luyện đan dược đệ tử trong mạch của hắn cũng đều chuyên tâm vào con đường luyện đan chỉ là chỉ là cái gì chỉ là tính cách của ly hỏa pháp phương này rất là cổ quái không thích giao tiếp lắm nếu ngươi muốn tìm hắn chế luyện đan dược thì cần phải tổn hao tâm sức một chút nếu đã là pháp phương của tinh la điện vì đệ tử của tinh la điện mà luyện đan theo lý mà nói là chuyện đương nhiên cùng lắm thì trả cho hắn một chút tiền thuê thôi mà tần vô song cảm thấy rất là kỳ quái tìm pháp vương của bổn môn để luyện đan lẽ nào còn cần phí chắc chờ sao ha ha vô song ngươi nói nghe dễ dàng quá ngay cả năm vị điện chủ chúng ta muốn luyện đan cũng phải nói khéo với hắn huống hồ là mấy gã đệ tử tiểu bối các ngươi vật gì càng hiếm thì càng quý luyện đan sư cực thiếu hiển nhiên là càng quý trọng vô song ngươi có tám viên nội đan cho dù lấy năm viên thuộc tính khác nhau đi chế luyện cực phẩm tiên thiên sơ linh đan ba viên còn lại cũng đủ để chế luyện ra 6 đến 10 viên tiên thiên sơ linh đan rồi. Năm loại thuộc tính tập hợp đầy đủ, chế luyện ra tiên thiên sơ linh đan là siêu cấp cực phẩm, vô song. Đến lúc đó cho vi sư ngươi một viên, ngươi không ngại chứ? Chân Trung chỉ cười hắc hắc, lộ vẻ thần thái tống tiền. Tần vô song cười, hiếu kính với sư phụ là điều đương nhiên. Chân Trung chỉ hài lòng gật gật đầu. Được, ngươi hãy tới ly hỏa cung tìm ly hỏa pháp vương thăm hỏi trước. Nếu hắn đồng ý chịu ra tay, tỷ lệ xuất đan thành công có thể nói là trăm phần trăm năm viên nội đan thuộc tính khác nhau, chỉ ít cũng có thể chế luyện ra 10 viên cực phẩm sơ linh đan. Nếu ra cho người bình thường chế luyện, có thể giao ra cho người bà viên đã là cảm tạ trời đất rồi. Con đường luyện đan cũng coi trọng tỷ lệ thành công của xuất đan. Danh tác giống như của ly hỏa pháp vương, chế luyện tiên thiên sơ linh đan. Đương nhiên là biết trọng nhân tài, không thể quá thất thủ được. Vì vậy tỷ lệ thành công khi xuất đan khẳng định cao. Nếu đổi lại là một tay mới thậm chí là học đồ, thì lại là một chuyện khác. Vậy đệ tử sẽ tới ly hỏa cùng trước xem sao, sau khi quay về sẽ lại tới thăm sư phụ. Được, người đi thử trước đi, vạn nhất không được, vi sư sẽ mang cái mặt già nua. Tự mình đi tới nói chuyện với Ly Hỏa Pháp Vương. Tần vô song cáo từ đi ra cửa, hướng về phía Ly Hỏa Cung mà đi. Ly Hỏa Cung nằm ở phần chính nam bên ngoài kiến trúc tổng thể của Tinh La Điện. Kiến trúc tổng thể của Tinh La Điện hiện ra một hình dạng hình xoắn ốc ngoài lập thể. Ngoài cung là nơi của chấp sự và một số trưởng lão có chức vụ. Nơi của chấp sự ở tên là phòng chấp sự, nơi ở của trưởng lão gọi là trưởng lão các. Hình thành một tầng bảo vệ xung quanh bên ngoài, một tầng bên trong lại là tám pháp vương cung vừa vạn sắp xếp theo phương hướng bát quái phân biệt là càn khôn chấn, tốn khảm ly cấn đoài tượng trưng cho thiên địa lôi phong thủy hỏa sơn trạch ly hỏa cung thuộc tính hỏa nằm ở phương vị chính nam vì vậy ly hỏa cung là kiến tạo phương vị chính nam tám pháp vương cung bao bọc xung quanh bảo vệ xung quanh ngũ đại điện trong đó hình thành lên một thế cục giống như chúng tinh ủng nguyệt cuối cùng nhô lên cao chính là chủ điện cao ngất tầng mây lộ vẻ phô trương vô cùng tân vô xong rời khỏi tiền điện đi một lát đã tới được nơi của ly hỏa cung ly hỏa cung này là địa bàn của ly hỏa pháp vương cũng là nơi luyện đan số một của tinh la điện vì vậy cảnh vật chung quanh tương đối thanh tịch tần vô song đi đến gần cửa lớn đã nhìn thấy một người thiếu niên đang cầm một chiếc chổi buồn bã quét dọn lúc này đã là mùa đông lá cây khô rớt súng trồng chất cũng không dễ dàng quét dọn cho lắm người thiếu niên này quơ trổi lên hiển nhiên tâm tình có chút buồn bực còn một lấy cây trổi chút hết tâm sự trong lòng hai cái trên đất rồi mới tiếp tục quét dọn Tần Vô Song nhìn bóng dáng của người thiếu niên này, không khỏi ngây người ngơ ngẩn. Hắn tự hồ cho rằng bản thân đã nhìn nhầm rồi, thiếu niên này, rõ ràng chính là đệ đệ của đồng giao. Đồng Môn, người võ đồng thiếu niên dựa vào sự hỗ trợ gian dối của Tần Vô Song mà tấn cấp thành công. Tại sao hắn lại ở đây? Lẽ nào, hắn chính là một trong số 6 võ đồng của Bách Việt Quốc được chọn lựa? Tần Vô Song trong lòng thầm nghĩ, cao giọng kêu lên. Đồng Huynh, Đồng Môn vốn đang có tâm tình buồn bực nghe thấy tiếng gọi này kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của tần vô song đang đứng cách cửa ly hỏa cung không khỏi sửng sốt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên tần huynh vứt chiếc trổi sang một bên sải bước đi tới tình hình đó giống như gặp lại vị huynh đệ thất lạc nhiều năm vậy đồng ngôn ngươi tần vô song nhìn ly hỏa cung này lại nhìn trang phục giống như tôi tớ của đồng ngôn rất là khó hiểu đồng ngôn cười khổ liên tục hắn vốn là người có lòng tự trọng vô cùng cao được tinh là điện chọn lựa khi vừa bắt đầu còn tưởng rằng bản thân từ nay về sau một bước lên mây vận mệnh sắc sửa phát sinh bước ngoặt cực lớn không ngờ nhập môn hai tháng việc duy nhất phải làm chính là Quay xác. điều này khiến cho lòng tự tôn của gã thanh niên buồn bực tới cực điểm nếu không phải kiên kỵ nơi này là tinh lá điện sợ rằng sớm đã phủi mông rời đi rồi nghe tần vô song hỏi đồng ngôn cười khổ thở dài ta cũng không biết bản thân gặp vận may hay là xui xẻo nữa vốn tưởng được tinh lá điện chọn lựa có thể một bước lên mây làm dạng danh tổ tông chứ không ngờ lại làm số mệnh tôi tớ phải biết rằng như vậy ngươi được ai lựa chọn vậy tần vô song tò mò hỏi ly hỏa pháp vương ngoài lao biến thái hẳn ra còn có ai dày vào người khác như vậy nữa đồng môn nhẹ giọng nói thầm lão nhân gia hẳn nói tiến nhập vào ly hỏa cung đầu tiên phải quét dọn nửa năm quét dọn tốt đi làm đồng tử hái thuốc quét không tốt phải quét thêm một năm nữa đồng môn mặt mày ủ rũ thở dài ai oán tần vô song cũng trấn ăn nói đồng huynh ngươi cũng không cần nản lòng ta nghe nói tính cách của ly hỏa pháp vương mặc dù có chút cổ quái nhưng cũng là cao nhân của tinh la điện Ông ta làm như vậy, chắc chắn có ý tứ sâu xa, có lẽ chính là một loại khảo nghiệm tôi luyện tâm tính của đệ tử môn hà. Đồng môn sửng sốt, nhất thời lâm vào trong tình cảnh suy nghĩ.